Rồi đây rồi. Đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Xin chào cả nhà. Chào Huyền nhá. Chào em. Vâng, chào thầy ạ. Thầy hỏi là thầy đi trang điểm. Đúng. Thầy hôm nay nhìn đẹp trai đấy. Cả nhà mình ngồi đi. Mình ngồi tìm chỗ ngồi đi nhá. Đang nào, hai mẹ con khỏe không? Xin chào. Con bé rồi. Mà thầy chẳng khen con gì cả. Bây giờ có đẹp trai thế bây giờ thầy. Bây giờ mới nhìn thấy. Thầy chả khen con chụp ảnh. Đấy, con nó về đẹp trai. Con lại kia ngồi cho mát. Con đẹp trai thế. Ôi áo đôi với mẹ nữa này. Đẹp trai thế, nhìn người lớn thế. Đàn ông chính hiệu ấy. Đẹp trai thế, thanh niên ở đấy, mẹ được nhờ đấy. Mà liên hoàn lớp ạ. Đây liên hoàn lớp luôn. Cũng không nhớ đâu. Đây cái quả loa của thầy đâu rồi? Quả loa của thầy đâu rồi? Đấy để con lấy. Cái gì? Quả loa thôi. À quả loa. Ơ Nam ơi. Các bác ngồi ghế đi. Ngồi rồi rồi ngồi. Đây cháu chào các bác nhá. Đang xếp hàng chữa. Xếp hàng chắc sáng đông hơn là về hết rồi đâu. Huyền dạo này ăn gì béo thế Huyền? Thế à, từ ngày lấy chồng vào. Chủ yếu là đang chữa cho các cháu cận nè. Các cháu đang chữa cận à? Mặt đẹp thế. Mặt to đẹp thế. Cười xinh đấy. Mắt đẹp. Mắt đẹp và bỏ kính ra thì mới nhìn thấy mắt đẹp chứ. Xinh gái thế. Mắt đẹp thế này đeo kính vào làm gì con? Cháu chưa. Bấm luôn rồi này. Xinh gái thế. Mắt đẹp quá cơ. Chưa làm về thăm gia đình tôi. Sau đó, tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng các bạn rất trẻ, rất xinh đẹp, mà cũng rất tiên. Vâng, xin được chào mừng các bạn. Bây giờ làm việc thật chưa? Vâng. Thế các bạn về nhà tôi hôm nay, trước hết là tôi có niềm vui chia sẻ với các bạn. Ở cái hội nghị diện trần của câu lạc bộ tỉnh Thái Bình, tôi có hứa với thầy Bùi Quốc Châu là sẽ viết một bài về việc chữa bệnh tự kỷ. Nhưng mà hôm đó phải xin phép thầy cho tôi suy ngẫm thêm đã, bởi vì tôi là người đầu tiên mạo hiểm chữa căn bệnh kỳ quái này, và lúc đó còn ít người khỏi, chưa dám chắc đã là thành công. Nhưng đến hôm nay thì rất vui thưa với các bạn là tuyệt vời. Thành công của cá nhân tôi, nhưng tôi nghĩ rằng đó là thành công của phương pháp diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Xin thưa các bạn như thế, chứ không phải là tôi tài giỏi gì mà làm được cái điều kỳ lạ này.
thì xin thưa các bạn như thế này. Ở tại làm sao một cái bệnh kỳ quái là bệnh viện không chữa được, bác sĩ không chữa được, đông tây kim cổ bó tay, mà cái ông kỳ không là y tá, không là thầy lang lại chữa được. Thế thì một cái căn bệnh kỳ lạ như thế, có như thế, có thể nói cho đến giờ phút này các bệnh viện bó tay, các bác sĩ bó tay, còn hội viên câu lạc bộ của chúng ta chưa ai dám làm. Và tôi biết ở Hà Nội có một cái nơi dạy, nhưng mà chỉ là dạy chăm sóc cho trẻ tự kỷ thôi. Và tôi đã đọc tài liệu đó của cô Lan Anh với một ông nào đó nữa, tôi quên mất tên rồi. Thì tôi thấy được tài liệu đó không nói đến việc chữa bệnh cả, mà chỉ là chăm sóc. Thì chăm sóc thì người ta có trung tâm phục hồi chức năng rồi, có cần gì phải là hướng dẫn gì đâu. Cái cơ bản làm sao chữa được cái bệnh đó, đấy mới là điều đó. Thế thì xin thưa các bạn là đến bây giờ tôi rất vui mừng là các cháu tự kỷ đa dạng lắm, nhưng mà thành công. Ngay tại đây có cái cháu Đức, bà đâu? Bà đâu? Và thưa các bạn, đã hào ô thì sẽ chào cô. Đây, thằng bé đây ạ. Vâng, đây. Nhưng mà này, có điều kỳ lạ là như thế này. Cái thằng này cùng đến một ngày là thằng Phúc ở Hải Phòng. Thằng Phúc 3 tuần thôi khỏi mỹ mãn, hết chạy nhảy loanh quanh, không đi săn chó nhà hàng xóm nữa. Lạ thế. Và biết nói, tôi dạy nó dần. Lúc ban đầu thì bảo rằng là chào ông, thì lúc lặp lại là chào ông. Nhưng đến cuối cùng thì khi bảo chào ông, nó không chào ông nữa, là nó thế này: cháu Phúc chào ông. Trời ơi. Mà cái hay của nó là chỉ 3 tuần thôi. Thế cái này nó cũng là cái khó. Bởi vì tại sao cháu Phúc nó 3 ngày, cháu Phúc Hải Phòng 3 ngày khỏi, mà cháu này lại kéo dài phải đến 2 tháng rồi, bây giờ mới bập bẹ thôi, chưa nói được. Thì thưa các bạn là lạ đấy. Đó. Nhưng mà tôi kể cái chuyện lạ này để các bạn nghe, và biết đâu các bạn về nhà bắt chước tôi làm được thì sao. Vậy thưa các bạn là tại sao một căn bệnh kỳ quái như thế này, đông tây kim cổ bó tay, mà một người không là thầy lang, không là y tá, đi học điện tử 3 ngày lại dám chữa? Nó có nguyên do của nó. Ở cái làng La Vân của xã Quỳnh Hồng chúng tôi có cái ông chủ nhiệm, ông ấy tên là ông Sơn, chủ nhiệm hợp tác xã La Vân 1. Ông này có một đứa cháu nội bị tự kỷ, ông ấy đưa lên Hà Nội khám. Ở Viện Nhi Trung ương, các bác sĩ kết luận rằng là đây là bệnh tự kỷ không chữa được. Cái này chỉ có hai cách: một là đưa đến các trung tâm phục hồi chức năng, hai là đợi ông Bùi Quốc Châu từ Sài Gòn ra, ông ấy ra Hà Nội, ông ấy dạy diện chẩn thì nhờ ông ấy chữa cho, chứ còn có không thuốc men là chữa được. Thế thì ông Đức ngán quá, đợi ông Bùi Quốc Châu từ Sài Gòn đã đến bao giờ, mà có phải tháng nào ông ra đâu, vài tháng ông ấy ra một lần. Và ai thông tin cho ông là ông ấy từ Sài Gòn ra Hà Nội để mà đến tìm ông ấy chạy chữa. Thế thì ông ấy về, ông ấy than phiền với con cháu, và con cháu ông nó phan cho ông một câu: ông buồn cười, chờ ông Bùi Quốc Châu đến bao giờ, ông Bùi Quốc Châu chữa bằng diện chẩn, thì cái xã mình có ông kỳ chữa bệnh bằng diện chẩn đấy thôi. Thế là ông ấy ngớ ra. Thế ông ấy ở đâu? Thực ra ông ấy với tôi cùng là đảng viên trong một đảng bộ, nhưng mà tôi chưa bao giờ đến nhà ông ấy. Và từ ngày tôi chữa bệnh bằng diện chẩn, tôi rất ít đi họp, kể cả họp đảng nữa cũng không muốn đi. Nói thật là không muốn đi.
Bởi vì nói thật ra thế này, tôi không nói xấu ai, nhưng ở cái chức vụ đảng của tôi khiếp luôn. Người ta họp đảng cứ như là trẻ con chăn trâu bò cãi nhau. Tôi đây này, người ta mắng tôi sao xả, ngu như con lợn biết cái gì mà chữa vậy. Cho nên tôi chán nản, không có tinh thần xây dựng. Đảng viên mà ăn nói như thế là thế nào? Là vô văn hóa, là không có giáo dục. Tôi chán. Lúc đó tôi chỉ đứng dậy nói một câu rằng, được rồi, cuộc đời còn dài, cứ chờ đấy mà xem. Giữa tôi với các người, ai là người hữu ích cho xã hội, ai là phường vô dụng. Tôi lúc đó tôi gọi tuốt tuần tuột là phường vô dụng. Thế là tôi chán nản, thôi, đi họp đảng mà như thế thì chán. Tôi yêu Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi phấn đấu làm được thật nhiều việc tốt cho nhân dân. Vậy là tôi kính trọng Đảng Cộng sản Việt Nam rồi. Tôi thực hiện được lời thề là hy sinh phấn đấu đến cùng cho chủ nghĩa xã hội, cho Tổ quốc Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Làm được nhiều điều tốt cho dân là thế thôi. Chứ còn mang danh đảng viên mà ngu như con lợn không biết gì cả, lại còn ăn nói hàm hồ, thì xin thưa cái thứ đó là vô dụng. Đấy, vì tôi cay cú như thế cho nên tôi quyết làm những cái việc lạ đời này. Thế thì ông Sơn lại là chủ nhiệm hợp tác xã của xã tôi. Ông ấy nói với lại ở của làng La Vân chứ. Ông ấy nói con cháu ông xui xuống đây. Thế thì ông ấy cũng chưa đến nhà tôi bao giờ. Thì đến cái gốc đa làng tôi đấy, có mấy cái quán đấy. Ông ấy vào hỏi thăm nhà ông Kỳ ở đâu, hỏi đất làm gì. Thì cháu tôi nó tự kỷ giờ chả biết nói năng gì cả, tôi nên đến nhà ông chữa cho. Dân làng tôi mắng liền, các ông dở hơi à. Ông tôi xin lỗi nha, văn tục ra. Dân là tôi họ văn tục đấy. Ông Kỳ thầy bà đéo gì mà chữa được bệnh, cứ ở đâu đến đây làm cho trả ai thầm chữa. Vậy con ông Đắc Âm thì đi bác sĩ à, đi ông võ sư Vũ Hồng Yên, ông ấy kéo lưỡi ra chứ ông Kỳ thầy bà gì mà kéo được lưỡi. Thế là ông Sơn ngao ngán quá. Thế nhưng mà lại nghĩ đến cái lời giới thiệu của Viện Nhi Trung ương rằng là đi vào trung tâm và chữa bằng diện trần. Mà con cháu nó xui rằng ông Kỳ chữa bằng diện trần, thế thì tin lời bác sĩ ở Viện Nhi Trung ương, tin con cháu, ông ấy tìm đến nhà tôi. Ông ấy chào tôi như mặt mày ông ấy tỉ xỉ. Tôi hỏi thế ông có việc gì đến nhà tôi. Ông ấy tự giới thiệu, tôi là Sơn ở thôn La Vân, cháu tôi bị bệnh tự kỷ như thế, bác sĩ bảo phải đi tìm diện trần. Nghe nói ông chữa bệnh bằng diện trần, tôi xin ông giúp cháu. Tôi ô thế ông tìm đúng địa chỉ diện trần thôi. Nhưng mà thực ra lúc đó tôi chưa chữa cho ai. Tại sao tôi lại dám nhận chữa cho cháu ông Sơn? Vì thế này, tôi biết tiếng ông Sơn, chủ nhiệm hợp tác xã La Vân 1. Ông ấy là một đảng viên trung kiên, một cựu chiến binh dũng cảm, dám một mình đơn thương độc mã chống tham nhũng ở xã Quỳnh Hồng chúng tôi. Ông làm chủ nhiệm hợp tác xã, ông thấy cái tội của lãnh đạo xã chúng tôi là gì? Cứ làm buổi chiều làm việc xong thì đi quán ông nghe đánh chân thịt chó, ký sổ nợ, đến mùa thu sản mới lấy tiền của nhân dân đi thanh toán cho ông nghe. Thế là ông Sơn là một đảng viên trung thực, là một cựu chiến binh gương mẫu, đơn thương độc mã cũng phanh phui cái này ra trước đảng bộ. Ông Sơn thắng, xin thưa các bạn như thế. Cán bộ đi đánh chén thịt chó ký nợ để rồi lấy sản của nhân dân bù vào, phải bị phê phán. Nhưng mà có một nỗi dân Việt Nam có câu, đấu tranh thì đánh đâu. Ông đơn thương độc mã thế, ông đấu tranh người ta thua, người ta không kỷ luật ông được, nhưng mà người ta bãi miễn cái chức chủ nhiệm của ông. Nhưng mà bãi miễn chức chủ nhiệm của ông lại là may cho ông, bởi vì ông có thời cơ đi chữa bệnh cho cháu nội. Thế thì xin thưa các vị là nó là như thế. Còn ông đến đây ông khai như thế thì lập tức tôi có một ý nghĩ khác. Đây là một đảng viên trung kiên, đây là một chiến binh dũng cảm, dám đơn thương độc mã chống lại một cái bộ máy lãnh đạo ở địa phương tham ô tham nhũng mà chống thắng lợi. Thì tôi đánh giá đây là cái đốm lửa đầu tiên của quê hương chúng tôi. Thế thì ông ấy chống thắng lợi, và thế là tôi có một tình yêu đặc biệt với ông ấy. Lúc đó tôi đánh giá ông mới là đảng viên trung kiên, ông mới là người trung thực, ông mới thật sự là cộng sản.
Còn những người mà đi ăn thịt chó kỹ nợ rồi, đến mùa thu sản mới đi ăn nổi, không phải là cộng sản. Đây chỉ là cộng sản giai điệu thôi. Thế, và xin thưa các vị, cái đống lửa của ông Sơn cho đến năm 1997, cả xã tôi vùng lên đấu tranh chống tham nhũng. Và cuộc đấu tranh chống tham nhũng thắng lợi triệt để, được tỉnh ủy kết luận như thế này. Ở Quỳnh Hồng, chống tham nhũng có 4 cái nhất. Cái nhất thứ nhất, bán đất đai nhiều nhất. Cái nhất thứ hai, thu lạp thóc lúa của nhân dân nhiều nhất. Cái nhất thứ ba, tìm ra người tham ô tham nhũng đông nhất. Và cái nhất thứ tư là chống tham nhũng đúng đường lối nhất. Những người chống tham nhũng ở xã tôi không ai bị bắt. Nhưng mà dĩ nhiên thì thành phần tham nhũng trước thì cũng không ưa đâu. Cũng khó chịu, nhưng mà khó chịu thì khó chịu. Nhân dân thắng, nhân dân thoát khỏi cái cảnh bóc lột. Vậy là những ai tham gia chống tham nhũng đó, tôi rất kính trọng họ. Tôi xin thưa thế. Và vì vậy, ông Sơn là cái đốm lửa đầu tiên khai mào cho cái cuộc chống tham nhũng ở Quỳnh Hồng chúng tôi thắng lợi. Vậy tôi kính trọng ông ấy. Và tôi đã tự đặt cho mình cái quyết tâm tái chữa bằng được cho cháu ông Sơn. Và xin thưa các vị, may mắn quá, chính vì cái động lực cao như thế, cho nên là tôi đã đầu tư suy nghĩ và tìm ra giải pháp chữa được bệnh tự kỷ cho cháu ông Sơn. Và sau 3 năm thì tôi lên nhà ông Sơn. Lúc đó tôi chữa cho nó mới học mẫu giáo thôi mà. Nhưng mà sau 3 năm tôi lên thăm để xem thử cái thằng này thế nào. Thì xin thưa các vị, ông Sơn trước hết hãy mời tôi uống một chén rượu đã. Ông ấy mời tôi uống chén rượu đá. Và sau đó ông ấy gọi thằng cháu ở trên tầng 2 xuống. Xuống đây, ông ấy hỏi tôi biết ai không. Thì thưa các vị là lúc nó học, nó đến đây chữa mới là mẫu giáo. Thế thì bây giờ nó đã là học sinh lớp 2. Và điều hạnh phúc vô giá cho ông Sơn là học tiếng Anh rất giỏi, học toán rất giỏi. Và tôi chỉ còn biết cảm ơn ông Sơn đã tin. À, Huyền ơi, Huyền ơi, Bác Tiến đem đấy. Đây, Bác Tiến ơi, vào đi. Mày hướng dẫn cho bác cái quả vào. Ôi giời ơi, đây. À, tôi xin thưa các vị như thế này. Vậy là thành công mỹ mãn chứ không ạ? Sau 3 năm, thằng bé từ cái chỗ không biết gì, ngồi đâu ngồi chết một chỗ, cô đưa đồ chơi không thèm chơi, dạy hát không thèm hát, cứ như cục thịt đấy thôi. Thế mà bây giờ học lớp 2 rồi, lại học giỏi tiếng Anh và học giỏi toán nữa. Thế là tôi cảm ơn ông. Về ông bảo không được, nãy mới là cái chén rượu gặp gỡ, bây giờ mới là chén rượu cảm ơn ông. Thế là ông bắt tôi phải uống cái thuốc ông ấy, cái rượu thuốc gì đó ông ngâm. Thôi cũng là cho nó vui được. Nhưng mà bây giờ thì tôi xin thưa các bạn, đấy là người tự kỷ đầu tiên ở nhà tôi được chữa khỏi, lại là người ở thôn La Vân 1, xã Quỳnh Hồng. Và chữa thành công cho cháu này tôi sướng lắm. Thế là tôi mạnh dạn chữa tự kỷ cho nhiều cháu. Thế thì xin thưa các vị thế này, một cháu tên là Đô ở thành phố Nha Trang. Vâng, bố cháu là công an, ông nội cháu, bà nội cháu cũng công an, chú bác đều là công an, nhà giàu quá đấy mất. Còn mẹ cháu thì là cán bộ ngân hàng. Trời ơi, đến đây để chữa bệnh tự kỷ cho con mà đem vi gấp mập đến biếu tôi để bổ dưỡng sức khỏe, đem tổ yến xào đến biếu tôi để bồi dưỡng sức khỏe, nhận quà của người ta cảm động lắm. Nhưng mà cũng phải tự đặt cho mình phải chữa bằng được cho cái cháu Đô. Mà xin thưa các bạn như thế này, cháu Đô nó lên đây nó cũng trên tài cái cháu ông Đức. Là thế này, nó chạy bạc mà, nó không biết nói thì gọi không thèm nghe. Nhà nào có cháu to thì nó xông vào. Điều kỳ lạ mà tôi không giải thích được, tại sao cái thằng tự kỷ yêu cháu chó. À vâng, tôi được đứng đây cho mọi người. Thế mà tại làm sao con chó này lại yêu thằng tự kỷ? Chó nhà người ta rất dữ, nhưng mà nó xông vào một cái là con chó yêu thích.
mừng rỡ đó, quay vui rít rối rít như thế này, xong rồi phải liếm má nó, liếm chân liếm tay nó, còn nó xoa hết lưng đến chân đến tay, rồi nó cầm cái đuôi nó vẫy vẫy như thế này, và nó quật vào má nó như thế này, cho rất thần ái với thằng tự kỷ. Tôi không giải thích tình huống này, nhưng mà hết hồn, mẹ nó hết hồn. Nhưng mà may mắn là con chó cũng không cắn, chó rất dữ nhưng nó không cắn. Thế thì hãy mà nó mà sống cái cổng kia ra là phóng đi, mà phóng đi không biết đường về. Thế thì xin thưa các vị là may mắn quá. Nhưng mà thằng này tôi phải mất 4 tháng. 4 tháng tôi mới giải tỏa được cái thói chạy rong ở ngoài đường, giải tỏa được cái đi tìm chó mà quấn quýt. Và may mắn nữa là nó biết nói. Bây giờ mẹ cháu là chị Liên ở Nha Trang điện lại cho tôi: ông ơi, con cháu bây giờ về đi học cũng học giỏi tiếng Anh, còn toán thì chưa có dấu hiệu nào học giỏi, nhưng mà giỏi tiếng Anh thôi cũng được rồi. Và hay nữa là như thế này, ngày xưa là phải ôm nó, dắt nó suốt ngày, còn bây giờ đi tắm biển nó không cần mẹ phải lội xuống nước, tự nó bơi ra biển, nó bơi, nó lặn, nó ngủ chán, bao giờ mẹ vẫy tay hay nó lên bờ, nó à theo mẹ về nhà. Thưa các bạn, thế đã gọi là khỏi tự kỷ được chưa? Vâng, chúng tôi thấy hạnh phúc quá. Và mẹ nó mừng lắm. Điện báo về cho tôi thì tôi mừng rơi nước mắt. Đấy là cái cháu ở thành phố Nha Trang. Còn cái cháu ở Hải Phòng thì tôi đã vừa mới thưa các bạn đấy, có 3 tuần thôi, nhưng mà mọi chuyện giải tỏa hết. Lúc về chào hỏi vui vẻ ríu rít. Bà nội chỉ canh mất có 2 tuần, bà ngoại canh 1 tuần, còn ông nội thì sang tận nơi cảm ơn xin cho cháu về. Và bây giờ về đi học an toàn. Thì xin thưa các vị là tôi là người đầu tiên gọi là bạo phổi dám nhận chữa một căn bệnh kỳ quái như thế. Thế thì làm được cái này, tôi xin thưa các vị đừng nghĩ rằng ông Kỳ giỏi quá, đừng nghĩ thế nhá. Ông Kỳ không giỏi đâu, không có gì tài giỏi cả, mà giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu mới là người tài giỏi. Còn ông Kỳ chỉ có cái là chăm chỉ chịu khó nghiên cứu khám phá ra những cái bí quyết mà thầy Châu cho. Những cái bí quyết đó nó giấu ở trong cái sinh huyệt. Ông thầy Châu không bảo rằng là nó quậy đảo như thế thì chữa thế nào, không bảo nó không biết nói thì chữa như thế nào. Thế thì xin thưa các vị, đấy là điều kỳ lạ lắm. Ở làng tôi khi mà trẻ tự kỷ đến đây thì người ta đều mắng cho là phải đi ông Võ Hoàng Yên, ông ấy mới kéo được lưỡi ra. Nhưng mà thưa các bạn, tay tôi què cụt thế này, có cái tay này là tay phải thì còn có 2 ngón thôi, một ngón trỏ và một ngón út, làm sao mà kéo lưỡi. Và xin thưa, cái kéo lưỡi là thủ pháp của mấy ông võ sư, còn tôi có được học võ đâu mà kéo được. Nhưng mà tôi lại có cách kéo của tôi, cách kéo nhờ diện chẩn của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, tiết lộ bí mật cho các bạn nghe, để mai kia các bạn về bắt chiếc tôi mà khám phá, mà làm đơn giản nhẹ nhàng mà thắng lợi. Nếu các bạn đọc sách diện chẩn có cái câu, dạ vâng to đây, nếu các bạn đọc sách diện chẩn các bạn chả thấy cái câu rằng là co lưỡi thì cứu huyệt số 0, phải theo không ạ? Có thế thôi, ông thầy Châu chỉ dạy thế thôi. Thế bây giờ cái thằng mà nó không nói được là vì sao? Cái đầu tôi nó mách bảo cho tôi thế này này, cái thằng đấy nó bị ngắn lưỡi. Đúng, dân làng tôi người ta nói đúng, nhưng mà lại không khôn ngoan. Đúng là có ông Võ Hoàng Yên là kéo được cái lưỡi, lót cái giấy vào tay, xong rồi kéo cái lưỡi nó ra vặt một cái. Thế còn ông Kỳ không có tay để mà kéo lưỡi, không phải lấy giấy lót tay, không phải nữa. Nhưng mà ông Kỳ có cứu con mỗi cây được 14 thôi. À, có hiểu số 0 thôi. Vâng, đấy, muốn được số 0 thôi. Thế các bạn đọc trong sách diện chẩn là có cái câu đó là gì? Hả? Co lưỡi thì cứu huyệt số 0. Một nhát ấn vào cái huyệt số 0 này, có được không các bạn? Còn tôi được bổ sung cái 14, 275, 61, 19. Là cái gì các bạn biết không? Trời đất ơi, nó không nói được, nó vì tắc nghẽn.
thì tức là làm bộ ngũ nghẹt. Giản đơn thầy Châu cho ta có 14, 27, 5, 6, 1, 19. Tôi đọc thế đúng hay sai? Đúng rồi, đúng rồi. Quá đúng chứ Phạm ạ. Thế thôi, và bây giờ cứu cái này, cái vật số 0 này, thì cái thằng tự kỷ nó không cho hơ đâu, không cứu được. Vậy thì ông Kỳ làm giải pháp nào để cho thằng tự kỷ tự dài cái lưỡi ra? Không, không kéo đâu, ông Kỳ không dám kéo, vì ông Kỳ có hai ngón tay kéo làm sao được. Nhưng mà ông Kỳ có một giải pháp cũng rất đơn giản, mà các bạn có thể bắt chước tôi làm ngay được. Thưa các bạn, thầy Châu có dạy đây là đồng hình của cái lưỡi không? Có. Ngón tay cái, phải không ạ? Ôi giời ơi, có thế này thôi, nắm bàn tay mình vào, ngón tay cái xẻ ra. Đương nhiên đây là đồ hình của cái lưỡi. Nó đang ngắn lưỡi, nó đang bị co lưỡi. Thì ông Kỳ làm động tác đơn giản là hơ ngải cứu từ góc bàn tay ra đến đầu ngón tay cái. Mà ông Kỳ chịu khó một tí, làm luôn cả ba chiều. Dĩ nhiên là cái đằng trước này không cần, cái đằng sau không cần, mà chỉ cái này thôi, chỉ đằng trước này. Các bạn có thấy chưa? Đúng là cái lưỡi chưa? Ô hay, thầy Châu dạy chúng ta chữa bệnh bằng chiến chắn là phải chữa bệnh bằng đồ hình, rồi sinh huyệt và đồng ứng. Thế thì đồ hình ông Kỳ làm ở đâu? Xin thưa các bạn, cái lưỡi có phải ở trong miệng không? Mà cái lưỡi ở trong miệng định trí cho bốn phát vào chỗ này thôi. Có phải không ạ? Đây, cái miệng đây, đồ hình cái miệng ở đây, các bạn học rồi đã thấy chưa? Đúng rồi. Đây, đúng rồi. Phải không ạ? Đấy, mà trong miệng thì có lưỡi, trong miệng thì có răng, đúng không ạ? Thế là ông Kỳ chọc vào đây. Hay nói khác, cứ chọc vào cái tứ giác 14, 2, 7, 5, 2, 7, 6, 7, 7 là chống co lưỡi cho nó được. Và nhất là cái ngón tay này. Thế là đấy mới là ông Kỳ chữa bệnh bằng sinh huyệt nhá. Xong rồi ông Kỳ chữa bệnh bằng đồ hình. Đồ hình là đây rồi, cái miệng đấy. Mà trong miệng thì có lưỡi, có răng, có phải không ạ? Rồi ông Kỳ chữa bệnh bằng cái gì nữa? Bằng đồng ứng. Đồng ứng là đây, có phải không ạ? Cái này chả giống cái lưỡi là gì, mà thầy Châu chả dạy chúng ta là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thưa các bạn, tôi nghĩ như thế. Tôi rất ơn ông trời, ông Phật ban cho tôi có một cái trí suy diễn hợp lý, gọi là tư duy hợp lý. Như thằng Tây thì nó bảo ta là tư duy logic. Còn tôi không phải là thằng Tây, tôi nói tiếng Việt, tôi bảo rằng là tư duy hợp lý. Suy nghĩ đúng, làm đúng, hiệu quả sẽ đến với mình. Thưa các bạn, tôi nghĩ thế. Và tôi đã chữa thành công cái bệnh tự kỷ cho nhiều cháu. Thế thì tôi tin rằng tôi chữa được, mai kia các bạn cũng chữa được. Cho đến bây giờ, đọc nghiên cứu diện chẩn trên mạng ấy, tôi thấy có người tự quảng cáo dây chăm sóc cho thằng tự kỷ. Người mẹ nó đem đến đây cho tôi sách, tôi đọc xong tôi chán quá. Sách viết như thế, tức là tài liệu của mấy người mà tự xưng là dạy người ta chữa tự kỷ đấy, tôi đọc tôi chán quá. Không có phát đồ chữa trị, không có những cái việc cứu cái 14 này để cho dài lưỡi thì chữa cái gì, phải không? Làm thế nào để cho nó đang hung hăng hục hặc mà nó ngồi yên một chỗ cho mà làm? Làm thế nào để cái lưỡi nó đang ngắn giờ cái lưỡi nó dài ra? Làm thế nào để nó câm như hết? Bây giờ nó biết ảo ô ảo ông, mà khi nó ảo ô ảo ông thì nó sẽ chào cô chào ông, và khi nó chào cô chào ông rồi thì cho nó về nó đi học. Tôi xin thưa các vị như thế. Thế thì nếu như mà viết bây giờ đưa tiểu sử của ông Bùi Quốc Châu ra giải thích cho những cái dụng cụ diện chẩn, thế thì mấy người có con có cháu tự kỷ làm thế nào, làm sao mà chữa được? Không, nếu đã dạy người ta chữa bệnh tự kỷ là phải chỉ cho người ta phác đồ như thế nào, đồ hình như thế nào, không, đồng ứng như thế nào, người ta mới làm được chứ. Bây giờ cha hướng dẫn cái đấy chỉ có là giới thiệu tiểu sử ông Bùi Quốc Châu, giới thiệu mua dụng cô, mua sách cũng in một quyển bán cho người ta vô dụng. Thế thì tôi không nói tên ai, nhưng mà vì như thế thì tôi thấy rằng là cái việc
chữa bệnh bằng diện chuẩn này đòi hỏi mỗi một học viên chúng ta như tôi, như các bạn đấy, muốn chữa được bệnh khó phải phát huy cái tư duy logic, nói theo với ông Tây và Đảng. Còn nếu theo người Việt Nam là phải phát huy cái tư duy hợp lý. Tư duy hợp lý là thế đấy thôi. Đó, nó cũng giản đơn thôi mà. Và tôi đã làm thành công. Tôi tin các bạn sau này học rồi, học chính quy hẳn nói thế này. Bây giờ có kinh nghiệm của tôi hướng dẫn cho các bạn đây, các bạn áp dụng thử đi. Và tôi tin rằng các bạn sẽ làm hơn tôi, làm được như tôi đã quý, làm hơn tôi. Tôi càng nhiệt liệt hơn ngành các vị. Chúng ta học diện chẩn có một cái như thế này. Cái diện chẩn nó mới quá, xã hội còn chưa hiểu biết gì về diện chẩn. Tôi làm 18 năm nay, 19 năm nay chứ, nhưng mà cho đến giờ phải công khai với các bạn như thế này, tôi cứu không biết bao nhiêu người liệt, tôi chữa rất nhiều người tâm thần, tức là thằng điên đấy, tôi chữa không biết bao nhiêu các cháu mắt lác, không chữa hàng trăm hàng nghìn các cháu cận thị. Nhưng ở địa phương tôi nói trắng phớ ra như thế này, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đảng viên, các cựu chiến binh, vân vân đều mù tịt. Tôi lại làm miễn phí cho người ta đây, không ai nhận ra. Đó là nhân ái. Và tôi xin nói thẳng thừng như vậy. Nhưng mà tôi kiên quyết làm thì tôi cha cần cái giấy khen, cha cần cái bằng khen, treo lên cái màn nhận danh. Nhưng mà như thế này, điều đau khổ là một phương pháp chữa bệnh hay như thế này mà người ta cố tình nhắm mắt làm ngơ, bàng quan vô cảm, đến mức độ vô trách nhiệm với nhân dân. Mà đấy, tôi nói công khai với các bạn đây, tôi nói micro như thế này, cả xóm tôi cũng nghe, chứ không phải tôi nói giống. Đang phần loa to đấy ạ. Vâng, và tôi cũng xin thưa các bạn, ở trên hội trường, trên thành phố tôi cũng nói như thế. Các vị lãnh đạo của nghe không phản đối tôi. Bởi tôi được tiếp nói ở trên đấy rồi, người ta mời tôi lên nói thì tôi cũng nói công khai như thế. Thưa các vị, tôi không là y tá, không là thầy lang, nhưng tôi đã làm được những việc như A, như B, như C như thế này. 19 năm rồi, những điều phiền muộn là chỗ như này. Một khoa học chữa bệnh mới hay như thế, tuyệt vời như thế, nhưng cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đảng viên, các cựu chiến binh, vân vân đều bàng quan vô cảm, lãnh đạo chưa có một lời động viên khuyến khích, chỉ có lời phê phán, mà đã phê phán thì phê phán điên cuồng, ngu xuẩn và mù quáng. Xin thưa các bạn, vậy mới có câu là ông Vũ Hồng Yên thì kéo lưỡi ra, chứ ông này kéo làm sao được, thì xin văn tục ra là kéo thấy đéo nào được. Nhưng mà ông Kỳ không kéo, mà ông Kỳ kéo được lưỡi đấy. Xin thưa các bạn như thế, mà kéo quá dễ, có gì đâu. Tôi nhắc lại các bạn nha, cứu số 0 hoặc là 11 đó, đồng ứng ngón tay cái này thôi, làm rất đơn giản, không đau đớn, không kéo lưỡi nó một câu eo é chứ. Nhưng đây không là sao cả, nhưng mà nó tự nó điều chỉnh và nó khỏi bệnh. Thì xin thưa các bạn, khỏi được cái bệnh tự kỷ này là vô giá, vô giá đấy. Đây, những cái cháu này, bà nội là bác sĩ, mẹ nó cũng là bác sĩ, nhưng mà vì tự kỷ cho nên là bố mẹ là ly dị, mẹ phải vào Sài Gòn mà đi kiếm ăn, rồi bắt thằng này đây cho bà nội nuôi. May sao bà nội là kiên trì nhẫn nại đến đây, và bây giờ thì nó chơi thế này thôi, chứ nó không chạy ra ngoài đường, không đi tìm chó nữa. Bà nó cũng nhàn được một tí các bạn ạ. Còn bây giờ nó còn cái động tác thì có thằng trong đấy cầm cái dây quay quay thế này. Ôi thì cái này nó là tiểu tiết, các bạn mà trẻ con nó phải chơi, nó phải nghịch, không có vấn đề gì. Thế thì cháu bé bị tự kỷ ấy, bây giờ chơi đấy, một đứa trẻ bình thường. Cái niềm vui rất là mừng các bạn của tôi trong ngày hôm nay, và tôi biết chắc bây giờ nếu tôi viết là được. Vâng. Nếu tôi viết bài chữa bệnh bằng tự kỷ là được, có nhân chứng khỏi bệnh, có phác đồ kèm theo, đúng không ạ? Không còn gì để ngại nữa. Nhưng mà có một cái đấu tranh tư tưởng là như thế này, cả cái thế giới diện chẩn của ta, tôi nói ở Việt Nam đấy, chưa ai làm. Vậy thì bây giờ tôi nói ra liệu các vị tin hay không tin. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, lại có những người quảng cáo rằng dạy chữa tự kỷ. Vậy thì bây giờ tôi làm khác đi, vậy họ có tự ái không?
Cho nên cái này nói thật các vị ấy, viết với tôi không khó, tư liệu có sẵn rồi, chỉ cần chấp bút là nhiều lắm, hai đêm là xong. Nhưng mà ngại là ngại như thế. Xin thưa các bạn là tôi rất vui là gần đây người đọc diện trần này đã nhận thức ra cái hay, và điện thoại và họ làm cái gì đấy ở trên Facebook đó mà gửi những cái tên về cho tôi, tuyệt vời quá. Lấy ví dụ như vừa rồi viết cái bài bay qua cầu Hiệp, nói về cái người phụ nữ liệt 42 năm, diện trần chữa cho khỏi, bây giờ lại phóng xe qua cầu Hiệp sang đây thăm tôi. Bài viết này tôi không viết mà kỹ sư Vũ Lập Cơ ở thị trấn Quỳnh Côi viết. À thế mà rồi người ta đọc, người ta viết những cái lời bình luận rất hay. Cái ông người Quỳnh Châu ông viết rằng lạ quá, không thuốc không đâu mà khỏi bệnh, lạ quá. Nhưng mà là sự thật, tôi đã đến tận nhà tôi chứng kiến. Đấy. Rồi thì lại có người viết như thế này: ai mà tin được bay qua cầu Hiệp, nhưng đến tận nhà người bệnh, đến tận nhà người ta gọi tôi là thầy cơ, đến tận nhà thầy Kỳ chứng kiến việc thầy làm, chứng kiến người bệnh thì mới thấy đó là điều kỳ diệu, đó là điều kỳ diệu. Thì xin thưa các bạn là người ta động viên tôi thì tôi phấn khởi, tôi chia sẻ với các bạn, và càng ngày tôi càng chữa được nhiều bệnh hơn. Lấy ví dụ như thế này, cái bài bay qua cầu Hiệp ấy đăng lên trên mạng, đấy là kỹ sư Vũ Lập Cơ viết mà. Thế thì từ ở Sơn La, bố mẹ cháu gọi điện thoại cho ông kỹ sư Vũ Lập Cơ. Ông kỹ sư Vũ Lập Cơ trả lời thế nào tôi không biết, nhưng mà bố mẹ cháu là cán bộ xây dựng của tỉnh Sơn La, với lại ngân hàng công thương của tỉnh Sơn La đem một đứa cháu gái về đây. Xin thưa các bạn, cái cháu gái này bị bệnh từ lúc 3 tuổi, bây giờ đi không vững, nước dãi còn chảy ròng ròng. Ở Hà Nội chữa 2 năm thôi, mỗi một tháng có 30 triệu thôi. Các bạn tính xem, 2 năm mỗi tháng 30 triệu không được tỉnh. Nó cũng có tấp tỉnh nó đi, thế nhưng mà không ăn thua. Nhưng mà về đây nó chuyển biến hẳn ra, nó hay quá đi mất. Thế là bây giờ bố mẹ nó về xã tôi thuê hẳn một cái nhà của bà nông dân ở để chữa bệnh cho con bé. Thế và hôm đầu nó đến nó khóc, nó thét, nó nọ kia, bây giờ hợp tác chữa bệnh. Và cứ mỗi một người bệnh đến đây lúc đầu gào thét phản đối, thì chống đối chứ không phải gọi là phản đối, dãy dụa, nhưng mà đến khi đã tự giác ngồi vào ghế để ông làm cho cháu, rồi khi đứng dậy thơm lên má ông một cái, thì tôi biết chắc chắn nó đã chuyển và nó sẽ khỏi. Không mời thầy uống nước, không mời thầy ngồi ạ. Thì bây giờ con nhờ thầy là hướng dẫn cho mọi người cái trình tự từ đầu cuối một cái ca chữa tự kỷ như nào, sau đó rồi chữa cận thị như nào, thì thầy sẽ vừa làm vừa nói cho mọi người, xong mọi người quay quanh đây để mình ghi chép nhé, ghi chép xong quay phim lại. Dạ. Ngồi nhận. Không mời thầy ngồi ở đây, thầy quay ra phía ngoài. Thầy ngồi chuẩn bị những cái ca điển hình nhé. Một ca là em cầm mic cho thầy. Một ca chữa tự kỷ này, một ca chữa cận thị này, chữa lác này, chữa mắt này, vân vân. Những cái ca điển hình ấy, đau đầu chứ. Ca điển hình ấy. Còn những cái ca cụ thể của từng người thì chiều nay nhé. Từng người một thì chiều nay mọi người sẽ ngồi để chữa, còn bây giờ là nhờ thầy hướng dẫn một số ca mà cụ thể ấy, từ đầu đến cuối để mình xem làm thế nào. Chị ngồi đây xong tí cách mặt thân thôi. Chị ngồi xuống để chị xuống cho. Em đang bị đau. Quay như này. Đau từ trên này mới xuống. Trong mọi cái ghế như này mà chị ngồi đây. Nhưng
cách cho thầy nói. À, đến giờ nhà Huy nhé. Mình mới cho thầy nói cho rõ. Cái đeo đồ chống mặt gạch mặt đây, Huy, nhờ hết. Cái này, cái ai đó kia là cao cực kỳ ạ. À thầy cho chữa cho cái bé kia cho bé cái ra thế là bà đứng rồi bà cho thằng Phúc ra đây đấy ạ. Thầy ngồi bên phía bên này ạ. Vâng cháu ở đây mà. Quay đây. Quay đây chứ chẳng. Đấy, cháu ở đây. Nước vào ghế nào. Nước vào ghế ông nào mà con ạ. À, đây các bạn, cháu này nhá. Những ngày đầu tiên đến đây không đời nào thế này. Bà phải ôm. Rồi phải nhờ các người khỏe, người giữ đầu, người giữ chân, người giữ tay. Mà nó gào thét, nó dãy đạp. Nhưng bây giờ nó ngồi ở đây. Các bạn trông thấy chưa? Tôi chả phải bảo. Bà nó đưa vào nó ngồi liền. Sáng nó ôm hôn đâu. Sáng nay đến trưa làm cũng đã ôm hôn rồi. Thì xin thưa các bạn, với tôi thế này là nó hợp tác thì yên tâm. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn thấy tôi làm tận mắt nhá. Để chữa cái bệnh này tôi phải khai thông nhãn nhạc của não và thần kinh. Đây là chữ tự kỷ. Bởi vì bệnh tự kỷ là từ não mà ra. Nhưng mà điều đáng buồn là tại sao không ai nhận ra cái này? Không ai nhận ra. Nó có đau đớn gì đâu. Nó không què chân, không đau đớn, không chảy máu, không gì cả. Nó chỉ có chảy lỗ quắn thôi. Thế thì, vậy thì não của nó có vấn đề. Mà não của nó có vấn đề thì chữa dễ mà. Xin thưa các bạn, chữa não bằng diện chẩn tuyệt vời. Tôi chưa thua. Đơn giản có thế này thôi. Trước hết các bạn bắt chước tôi làm cái bộ huyệt chống nhãn nhẹt nha. Mà chống nhãn nhẹt thì đơn giản này. Rồi 14 275 61 19 đúng nghĩa nhạc chưa? Đúng rồi. À, các bạn học thuộc lòng rồi, phải không ạ? Đấy. Thế thôi. Mà nó nghĩa nhạc ở đâu? Não nó có vấn đề thì phải chống nghĩa nhạc ở trong não của nó. Mà não của nó thì vui rồi, lớt rơi, thầy châu cho các phát đồ giảng đơn. Tôi không có sách vở gì cả nhá. Tôi làm các bạn xem. 124 103 300 34 126 125 65 197 175. Các bạn thấy cháu hợp tác với bệnh chưa? Ngồi yên ra, phải không ạ? Ngày xưa là phải ôm đầu, phải giữ tay, phải giữ chân, còn nó không đạp tung thôi đó. Bây giờ không đạp nữa. Đấy nhá, thế gọi là giải quyết cái ách tắc của thần kinh não bộ. Nhưng mà bệnh của nó là bệnh tự kỷ. Thì cái bác đồ chữa tự kỷ tôi xin đọc các bạn thích thì ghi chép. Và tôi tin rằng những cái này là tôi làm thành công. Còn các bạn có làm thành công hay không, các bạn phải tự suy ngẫm. À, tôi làm đây. 34 8 26 106 micro ngang này, các bạn có nghe rõ không? Đó. Vâng. Em mới cho sát. Cho sát. 106 300 24 127 61 số 0. Thưa các bạn, có hai phác đồ để chữa cái tính hiếu động của các cháu. Gọi là nó cái chạy loang quăng đó mà, thì tôi gọi nó là hiếu động. Không biết là đúng chưa. Thôi thì tôi cứ nói liều như thế. Trẻ con đứa nào mà chạy loang quăng thì nó là hiếu động thôi.
thì đây tôi chưa hiểu rằng cho đó đấy là một phác đồ. Nhưng mà cái thành phần này một phác đồ chưa đủ thì làm tiếp phác đồ thứ hai. Mà từ 60, 61, 26, 100, 103, 106, 124, 127 làm pháp đồ này thì các cháu sẽ giảm dần cái tính tự kỷ, cái tính hung hăng chạy nhảy đấy mà, nghịch ngợm phá phách, làm cái pháp đồ này rất hay. Đấy, và tất cả các cháu tự kỷ tôi làm thế này thành công. Thế là tôi đã giải phóng xong được một cái gọi là bệnh tự kỷ bằng hai pháp đồ đó. Nhưng mà thế này, cái thằng tự kỷ nó thường hay nôn nóng vội vàng, hay nổi khùng. Vậy thì để giải quyết cái nổi khùng của nó, bớt nôn nóng vội vàng đi, tôi có một cái pháp đồ 124 34, 26, 70, 300. Thế các bạn thấy chưa? Đó. Thế thôi. Thế nha. Thế còn chữa bằng, đây mới là chữa bằng sinh huyệt. Mà chữa bệnh bằng diện chẩn phải là đồ hình rồi mới đến sinh huyệt, có phải không ạ? Nhưng mà cái sinh huyệt điều ta làm trước, còn đồ hình nó ở trong não. Mà não thì đâu? Đây, đây có phải là đỉnh đầu của nó không? Có. Phải không ạ? Đây, đây có phải là cái đầu của cái thằng ngồi nghiên không? Rồi. Vâng, đây là đồ hình. Được không ạ? Vâng. Như thế là chữa được cái hiếu động của nó rồi. Nhưng bây giờ phải làm sao cho nó nói ra? Làm cho nói ra, xin thưa các bạn, có thế này thôi. 103, 106, 8, 20, 12, 61, 74, 64, 38, 17, 14, 275, 276, 277, 14, 275, 276, 277. À, chị Hương ơi, lấy dùm một tôi cái búa ở trong chỗ, cái cháu búa nhỏ, búa ôm, tôi quên mất con băng ra. Các bạn đã nghe rõ pháp đồ chưa? Vâng, đấy tôi làm thế đấy nha. Nhưng mà cái thằng tự kỷ thường là trí tuệ nó không minh mẫn, đúng không nào? Trí tuệ nó không minh mẫn thì bây giờ phải khai làm sao để cho nó thông minh lên thì mai kia về nó mới đi học được. Sở dĩ cháu ông Sơn học giỏi tiếng Anh và học giỏi toán là nhờ cái pháp độ khai thông cái trí nhớ. Vâng, giản đơn vô cùng tận. Có thế này thôi. 124, 34, 103, 106. Sau đó các bạn gõ cho nó 103, gọi là phác đồ rèn trí nhớ. 300 cộng. Được không? Được. Thế đấy, đấy là rèn trí nhớ. Nhưng mà để nó khai khẩu ra là nó phải nói. Mà nói thì đây, tứ giác 14, 12, 15, 276, 277, tức là đồ hình của miệng. Các bạn ạ, nói thì nó phải ở miệng, trong miệng có lưỡi, có đúng không nào? Đây, thế thôi. Tôi làm liều thế này là tôi rất tin diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Thầy Châu cho những cái pháp đồ rất đơn giản, nhưng tôi tận dụng những cái đơn giản ấy, khai thác nó lên, rồi biến nó thành một pháp đồ chữa bệnh đạt được hiệu quả như tôi mong muốn. Thưa
các bạn, thế là tôi trình bày xong phác đồ chữa bệnh rồi đấy, có thế thôi. À, ai làm cũng được. Ôi giời ngoan đấy, các vị thấy chưa? Ngày xưa làm sao có chuyện như thế này. Quá tuyệt vời. Xin thưa các vị là vậy là việc tôi làm cũng không có gì là ghê gớm, đúng không? Không nặng nhọc, các huyệt bấm rất nhẹ nhàng, nhưng mà lại đạt thành công. Thế thì tôi xin thưa các vị nhé, phác đồ này hoàn toàn tự biên tự diễn. Các lương y diện chẩn tài danh trên đất nước Việt Nam chưa ai làm. Có đúng thế không ạ? Cụ Trần Dũng Thắng chưa làm, thầy Hoàng Chu chưa làm, thầy Tạ Minh chưa làm, mấy ông ở Mỹ như là ông đó, ông gì đấy, ông Nguyễn ông Lộc phải không ạ? Rồi ông nọ ông kia, những cái người mà nổi danh ở Sài Gòn một thời chưa ai làm cái này. Nhưng mà tôi xin thưa các bạn, tôi mạo hiểm tôi làm, và nhờ cái động lực như ban nãy tôi nói với các bạn, tôi nghĩ đúng, làm đúng và tôi thành công. Đến bây giờ không phải một hai người nữa, nhiều rồi. Cho nên tôi mạnh dạn chia sẻ với các bạn. Và có lẽ lúc này tôi cũng xin phép các bạn mạnh dạn đưa lên công luận. Có được không ạ? Vâng, ai tự ái mặc kệ. Vâng, ông bà làm giỏi làm đi, cho chúng tôi phát đồ hay hơn, chúng tôi theo. Còn các ông bà tài giỏi quảng cáo chưa làm được, chúng tôi chưa học được, thì chúng tôi tùy cơ mà ứng biến, phải không ạ? Tự mình độc lập suy diễn. Nói như thế này các bạn thấy, tất cả các phác đồ đó là sinh huyệt hoàn toàn của thầy Châu, đồ hình đồng ứng hoàn toàn của thầy Châu. Tôi có cái gì đâu, phải không? Tôi chỉ có mỗi cái này vắt óc ra mà nghĩ ngợi, xem thử vận dụng đồ hình nào, vận dụng sinh huyệt nào, vận dụng đồng ứng nào để giải tỏa được một cái căn bệnh quái ác như thế này. Cho nên đến bây giờ tôi thấy rằng rất hạnh phúc. Đến Viện Nhi Trung ương người ta còn bảo là đi về trung tâm dưỡng sinh, nhưng mà trung tâm dưỡng sinh 2 năm không được, thì bây giờ đi tìm ông Bùi Quốc Châu. Nhưng ông Bùi Quốc Châu tặng Sài Gòn không được, đi tìm học trò của ông Bùi Quốc Châu, may quá để học được lại. Hay vậy. Cho nên là xin nói thẳng với các vị là cái lúc mà tôi nhận chữa bệnh cháu Sơn là tôi đã phải tự đặt cho mình hai nhiệm vụ. Một là phải chữa thành công cái bệnh tự kỷ cho cháu ông Sơn, cái người đảng viên tiên tiến, gương mẫu, một cựu chiến binh dũng cảm, đơn thương độc mã, dám chống lại cả một bộ máy lãnh đạo ở địa phương tham nhũng. Thế đấy, phải làm được cái việc như thế. Và thứ hai nữa là khẳng định rằng diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu là phương pháp chữa bệnh tuyệt vời. Và đến bây giờ tôi hoàn toàn hạnh phúc là tôi đã thực hiện được cái điều mà tôi mong ước. Ông ơi, là ông chưa cận cái thằng cu này, ông chưa, ông châm đến đâu ông đặt luôn số cho mọi người ghi cho nó. Rồi, xin không có gì khó khăn cả. Được nhá, cận hả? Thế bây giờ tôi xin hỏi là cái tự kỷ tôi làm thế, cứ từ từ để các bạn bạn cho hết đi, chứ ông chốc này chiều lại hỏi nữa tôi mất công nói. Nào, ai ý ơi gì nữa thì nói đi. Để tôi đề nghị thầy cứ bác ở đây làm được không? Dạ vâng, xin thưa tôi sẽ biết. Phải không ạ? Rồi các bạn đọc, các bạn phê phán, gọi là khen cũng là phê, chê cũng là phê. Nếu khen tôi mừng, tôi mạnh dạn nghiên cứu làm những việc, nhiều việc khác hơn nữa. Chê thì tôi có kinh nghiệm thôi. Các bạn ạ, ở làng tôi ngày xưa người ta mắng tôi xa xả, lăng băm, lăng chém, lăng chặt, lăng lừa, tôi cũng không sợ. Các bạn có lên Facebook mắng là ông Kỳ nói láo, tôi cũng sợ. Nhất trí. Phải không ạ? Cho nên tôi mạnh dạn yêu cầu các bạn này, thực ra ta bảo nhau mà cùng làm thôi. Các bạn ạ, chứ các bạn có khen tôi có béo ra đâu, không, mà có chê tôi cũng không gầy đi. Nhưng mà cái khen của các bạn khích lệ tinh thần tôi để tôi nghiên cứu khám phá chữa bệnh. Nếu các bạn chê tôi, tức là tôi nhận ra cái sai, tôi lại rút kinh nghiệm. Cho nên nãy tôi mới nói rằng là tôi làm 19 năm mà tôi rất buồn. Một phương pháp chữa bệnh mới hay như thế này, chứ không phải ông Kỳ tài giỏi, mà cho đến giờ phút này Bộ Y tế còn chưa công nhận.
Thôi tôi là người địa phương này, người ta nhìn thấy 19 năm nay, người ta trông thấy tận mắt tất cả, nhưng mà hoàn toàn bàng quan vô cảm. Không một lời khuyến khích động viên để nhân rộng ra. Chỉ có tiếng nói phản đối, mà đã phản đối thì điên cuồng, ngu xuẩn và mù quáng. Xin thưa các bạn như thế nhá, thì tôi kêu gọi các bạn như vậy. Thế bây giờ tôi xin làm tiếp cái việc chữa cận thị cho cháu này. À đây, uống hớp nước nha. Và các bạn nhá. Vâng ạ. Cho tao tí dầu mày ơi. Dầu ạ, nhiều cao chưa? Tao khét cho dầu. Thưa các bạn, tại sao tôi lại phải dùng cao bạch hổ để chấm vào cái kim giò? Thật ra thầy Châu dạy là phải dán salon pad, có phải không ạ? Hoặc là phải hơ ngải cứu. Nhưng mà bây giờ tay tôi què cụt thế này, làm sao bóc được cái miếng salon pad bé tí tí? Thua chưa? Hay là phải nhờ các bạn sinh nhật này về bóc hổ? Không thì dám, phải không ạ? Nhưng mà thế này, tôi đã không bóc được bằng cái này thì tôi tìm cái khác, có phải không ạ? Salon pad là để sưởi nóng cho sinh nhiệt, có được không? Vậy thì bây giờ tôi dùng salon pad này hoặc là cao sao vàng chấm vào đây để sát trùng cái kim, và đồng thời cũng là sưởi ấm cho sinh nhiệt. Thế thì tôi cứ mạnh dạn làm bừa như thế, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này chỉ có lợi chứ không sai, không thiệt gì ai, và thành công 19 năm nay tôi chỉ có cái que trò vào lọ cao su salon pad, còn không biết dán như công nhân xinh đẹp này. Đó. Đây, có cái đau đầu làm sao mà phải dán cái này. Đi ra ngoài đường nó giống như là con hề. Đừng giận nhá. Tôi nói như thế là để khuyến khích bạn tin diện chẩn, lấy diện chẩn mà thay cho cái thằng hề. Nhá, tôi xin các bạn tôi làm này. Đấy, lý do tại sao tôi dùng cái này. Trả lời rồi nhá. Còn các bạn học hay không là quyền của các bạn. Bắt trước tôi cũng được, không bắt trước tôi có bắt đèn đâu, phải không ạ? Đấy, các bạn làm cách khác có gì đâu, nhưng tôi can các bạn, cao bạch hổ được, cao sao vàng được, nhưng tuyệt đối không dùng cao nước. Cái cao nước nó có thể nó đốt nhanh, nhưng đồng thời nó ngoại nguội nhanh, nó lại làm lạnh đi cơ thì hỏng về, được chưa? Thế đây, thế thì nếu mà chữa cận thị như thế này nhá, thì tôi làm phác đồ như này. Bắt đầu là tôi làm theo phác đồ của lương y Trần Dũng Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh 34. Đấy. 6. Tức là lặp lại cái 34 lần thứ hai. Lý do tôi lặp lại 34 lần thứ hai về 34 là huyệt thần kinh thị giác. Vậy thì thằng này nó cận thì phải bổ cái thần kinh thị giác cho nó chứ, có phải không ạ? 34 được chưa? Cái này thì ông thầy Châu nói là ông nói bâng quơ chứ ông không giảng trong đài. Thì ở một cái lần ông về Thái Bình ông nói rằng là cái huyệt 34 nó là thế, thì tôi nghe lỏng được, chứ không phải ông giảng ở trên đài. Mà tôi có một cái lạ đời là ai làm được cái gì hay tôi nghe lõm được là nó in vào trong này, không bao giờ nó sai. Cũng như thế này, tôi có hai ông em làm đông y đến nhà ông chơi, các ông ấy bảo nhau chứ không bảo tôi, can khai khiếu ra mắt. Ô thế thì tôi bắt được cái đó, nó vào trong này, thế cứ thằng cận nào tôi cũng làm cho nó cái tầm ra cả, có được không? Mất gì đâu, phải không? Hai ông cộng nói với nhau, nhưng mà thằng anh nghe được thì thằng anh vận dụng và diện chẩn thế thôi, không ăn cắp của nó. Cảm ơn nó là có, nhưng mà không ăn cắp, bởi vì nó là can, nó phải cho thuốc A, B, C nó kia. Còn bác kỳ không cho thuốc, bác kỳ nhấn vào tam giác gan. Các bạn biết tam giác gan rồi, phải không ạ? Quá dễ dàng, phải không ạ? Không cần một viên thuốc mà tam giác gan là thắng. Đấy là tôi lấy ví dụ như thế. Tại sao tôi lại làm như thế? Là thưa các bạn, có gọi là sáng tạo được không?
thì các bạn phê phán, phải không? Hay là làm bừa cũng các bạn phê phán. Nhưng tôi thấy tôi làm như thế này hay nha. Thì đấy là phát đồ của Trần Dũng Thắng, là của cụ Trần Dũng Thắng là 34 1 127. Đó. Và một cái huyệt đằng sau tai này nữa gọi là 308. Còn đông y nó gọi là huyệt ế minh. Thế thôi. Các bạn về nhà mấy ông thầy đông y hỏi ế minh nó ở chỗ nào, người ta bảo đấy, người ta không giấu đâu. Bởi vì cái ế minh thì chỉ cho nó biết thế thôi, có mất gì đâu. Đây. Làm cái 308 thì các bạn có thể dễ quên cái ế minh, nhớ lắm. Sau tai nhé. Đó. Xin thưa các bạn, đấy là phác đồ của lương y Trần Dũng Thắng. Phác đồ này có hiệu quả không? Có. Nhưng mà thưa các bạn, 1,5 diốp, 1,75 diốp có cơ khỏi cận. Nhưng nó 3 diốp, 4 diốp, 5 diốp, 7 diốp, 9 diốp thì xin thưa phác đồ này không ngứa gì, không tác dụng, bởi vì nó không đủ mạnh. Thế thôi. Nhưng mà lúc ấy cụ Trần Dũng Thắng chỉ nghĩ là được có thế thôi. Mà tôi thì đọc sách của cụ thì tôi thử xem, may nó được hai thằng. Đến thằng thứ ba thì nó không được, cũng chết bố rồi, thế bây giờ phải làm cách cá. Thế thì tôi lại đi mày mò. May là ông Trần Cẩm ở 3B Đặng Thái Thân Hà Nội, một lương y giỏi, ông ấy là thầy thuốc bắc giỏi, và ông ấy là người đầu tiên nghiên cứu cái chữa cận thị này. Nhưng mà có lẽ định mệnh đã dẫn ông ấy đến con đường cùng rồi. Cho nên một lần về Thái Bình, tôi mới báo cáo là tôi đã vận dụng sách của cụ Trần Dũng Thắng để chữa cận thị. Nhưng bây giờ tôi lại biết rằng là lương y Trần Cẩm ở Hà Nội chữa mắt giỏi hơn, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp. Thế ông ấy đứng dậy ông hỏi, có biết tôi là ai không? Tôi là thưa thầy, vì ông ấy thì được giới thiệu là lương y cơ mà. Thì thưa thầy, tôi chưa gặp thầy nên chưa biết, chưa chào, xin thầy thứ lỗi. Ông bảo không sao. Và đến trưa, giải lao, ăn cơm trưa xong thì ông ấy gọi tôi ra hành lang của hậu trường. Mọi người ngủ rồi đi giải tán đi. Còn ông ấy thì thầm, ông ấy nói với tôi, ông ấy giải thích cho tôi về mắt, giác mạc là thế nào, kết mạc là thế nào, vân 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 vân. Và cuối cùng ông ấy bảo tôi thế này, tôi quý bác, tôi cho bác những hiểu biết của tôi, nhưng nếu bác muốn chữa bệnh về mắt được, bác hãy đầu tư trí tuệ thêm vào. Đấy là lời trăn trối cuối cùng của lương y Trần Cẩm. Và rời khỏi Thái Bình về nhà không bị tai biến mạch máu não. Và như vậy là sự nghiệp diễn chẩn của lương y Trần Cẩm chấm hết. Và tôi kính trọng lương y Trần Cẩm, một người thật sự tài năng, một người thật sự tâm đức. Và tôi đã nhân cái hiểu biết của ông Trần Cẩm lên, tôi biến cái tri thức của ông Trần Cẩm thành tri thức của tôi. Và tôi suy ngẫm thêm, tôi nhân rộng nó ra và tôi thành công cái chữa cận thị. Thì hôm nay tôi xin thưa các vị là tôi có những người thầy đáng kính đáng trọng vô cùng như thế, như cụ Trần Dũng Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh, như lương y Trần Cẩm ở 3B Đặng Thái Thân Hà Nội. Các cụ đã quy tiên cả rồi, nhưng trong lòng tôi các cụ mãi mãi là lương y tài giỏi tuyệt vời của đất nước Việt Nam. Xin thưa các bạn, bây giờ tôi làm đến cái phác đồ mà như lương y Trần Cẩm dạy tôi. Bắt đầu là sinh nhật số 2. Thầy Châu gọi là 24 ạ. Thầy Châu gọi là 46. Vì 24 với 46 nó dài dòng, tôi gọi 2 và 4 thôi. Và cái 2 cái 4 này lại không trùng với đâu cả. Trong các cái đồ hình không có cái gì để mà đi vào cái 2 cái 4, mà gọi là 24 rồi thôi, giờ gọi nó là 2 và 4 cho nó dễ nhớ và dễ đọc. 2 này, 4 này, 8, 12, 20 nữa chứ, 20 rồi mới đến 12. Đó.
sau rồi đến 13, 73, 65, con hai con gần em tí anh nhìn nó nhé, 65, 131, 65 này, 267 đó, 267, vâng, vâng, 131, à 131, 100 đã, 100 là 131, 130, đây là cái tam giác của khoe mắt đấy. Tôi đọc lại, 100, 131, 130. Tôi quay trở lại cái 34 và 65, bởi vì đây là trong 12 đôi dây thần kinh thì 12, à thì bộ 34 là đôi dây thần kinh thị giác. Cho nên tôi nhấn mạnh cái 34 và 267. Tôi kết cái huyệt 267 lắm, vì cái huyệt 267 này tác động vào chính con người. Đấy. Rồi 358, 423, 267 nữa. Và để chữa cận thị thì thường các cháu đi khám bác sĩ đều phán cho nó là loạn thị. Mà loạn thị với diện trần là trò vặt, dễ như đùa. Tôi chỉ nói một lần các bạn phải chữa được hết. Có gì đâu, 180. Được không ạ? Quá dễ phải không ạ? Và phong trì đằng sau gáy này này, cái huyệt phong trì này là của đông y. Nhưng mà thôi thì đông y mà nó có tác dụng cho mắt, tôi túm được thì tôi cứ đẩy vào, mà nó có tác dụng thì thôi. Đấy. Và hợp cốc đây, xin thưa các bạn, đây, cái huyệt phong trì hợp cốc là của đông y, nhưng diện trần mình túm được mà nó hay thì mình cứ đẩy vào chứ có sao đâu. Khác một điều là ông đông y bấm cái huyệt phong trì và hợp cốc này bằng ngón tay đầu lắm, còn ông kỳ không bấm bằng ngón tay, dùng que giò dây nhẹ nhẹ thôi. Trẻ con thế này nó không khóc nhè thì mai nó mới cho làm, nhưng nó lại khóc toáng lên thì mai bố nó mẹ nó thấy làm sao đến nhà tôi được. Đây là thằng này còn lớn, chứ có đứa nó mới chừng 3-4 tuổi thôi mà, nhưng nó chịu được. Đấy, xin thưa các bạn, đấy là tôi làm xong sinh huyệt nhá. Mà chữa bệnh bằng diện trần, kể cả chữa cận thị cũng phải làm sinh huyệt. Làm sinh huyệt xong rồi bây giờ phải làm bằng đồ hình nhá. Đồ hình của mắt đằng sau cổ đây, đồ hình mắt ở trên lưng đây, được chưa? Đấy, xin thưa nữa, đồ hình mắt ở cổ đằng trước đây, lắng lên nào. Tôi nói hết, nhưng mà tôi thưa các bạn là khi tôi chữa mắt cho các cháu, nhất là các cháu nữ, không bao giờ tôi bấm vào đồ hình mắt ở cổ và đồ hình mắt ở ngực. Tại sao? Vì thưa các bạn, cái đồ hình mắt ở ngực này nó trên vú một tí thôi, mà mình ấn vào cái huyệt này, không may lỡ tay chạm vào cái vú của nó đã rắc rối, nó lại nghĩ rằng là mình làm bệnh. Có không? Tôi phải nói các bạn cảnh giác nhá, nhất là các bạn trai. Mai kia về chấm ở đây thì khẽ chạm vào cái là nó có nghĩ, nó có quyền nghĩ rằng là mình lợi dụng. Cho nên đó. Đó thì không, nhất định không động vào đây. Thưa các bạn, không động vào đồ hình mắt ở ngực thì động vào đồ hình mắt ở sau lưng. Có bảo không ạ? Không động chạm gì đến cái gì, không ai nhìn thấy và không ai phê phán được, như thế là dung tục. Đấy, tôi xin thưa các bạn, tôi nói trước hôm mai kia, nhớ cái có bạn nào làm này, lại có thằng đéo nào đấy nó chụp một cái ảnh hôm mai đưa lên Facebook, tuyên bố là mất uy tín của mình và mất uy tín cả cái phương pháp chữa bệnh này. Tôi cảnh giác như thế và tôi can các bạn trai học đây là nhất định không được phép bấm vào đồ hình mắt cổ và không được bấm vào đồ hình mắt ở ngực của các cháu, đặc biệt là các cháu nữ. Còn thằng này là thằng cún con trai thì tôi bấm để các bạn xem nhá. Đấy, tôi làm đấy. Và đồ hình mắt ở đâu nữa? Đồ hình mắt hay nhất là ở tay. Đây gọi là đồ hình mắt ở tay số 1, ngón tay út. Đồ hình mắt ở số 2, ở cái ngón tay áp út này. Các bạn xòe bàn tay của các bạn ra thấy cái đồ hình mắt không? Có thấy mi trên mi dưới không? Có ạ. Thế thì chính giữa của nó là con ngươi.
ta chọc vào đây là chính bấm vào cái huyệt để đem máu đến nuôi con dưới mắt của nó. Đây, đầu hình mắt thứ ba đây, mi dưới đây, mi trên đây, được chưa? Có nhìn thấy không? Có. Các bạn chụp kỹ đi, thế thì chọc vào đây. Đấy, đầu hình mắt là thứ tư đây, đây cái này rõ chưa? Dưới, trên, mi dưới, mi trên đúng chưa? Đây. Và cái đồ hình mắt thứ năm ở cái ngón tay dài nhất này thì cái này là thầy cho vẽ trên đồ hình phải không? Đúng rồi. Đó, thế thôi. Và đồng ứng của nó ở đâu? Thưa các bạn, đồng ứng của nó đây. Mắt cá tay. Phải không? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là đây. Mắt chữa mắt cá tay chữa cho mắt thật. Mắt cá chân chữa cho mắt thật. Và còn nhiều chỗ khác, nếu các bạn tìm ra sẽ thấy là mắt. Cái gò má của nó đây, có cái cục đây, có giống con mắt không? Đó, cũng là đồ hình mắt. Rồi tôi chỉ nốt cho các bạn, sau đằng tai nó có cái cục đây này, tròn xoe y như cái mắt cá đây này. Phải không? Thì đây cũng là đồ hình mắt. Thế nhưng mà thế này tôi không làm hết thế đâu. Làm thế thì một thằng này thì hết mẹ nó mất rồi, nửa tiếng rồi. Phải không? Thế thì hàng trăm đứa đến nhà tôi cứ thế này thì hầu làm sao được. Cho nên tôi chọn những cái hay nhất mà làm thôi. Còn cái này thì hướng dẫn cho mẹ nó một lần, mai mẹ nó hầu nó, chứ ông Kỳ hầu đến bao giờ. Đấy. Các bạn thấy có được không? Được. Đấy, nha. À, chị Hương ơi, chị bảo cháu nó cho tôi mượn cái giò bi, bi sừng nhẵn. Sừng nhẵn. Thưa ông là làm cả hai tay rồi. Ơ. Mắt mắt nào tầm mắt này nào tay đây à, ông thì ấn cái bông bông thì cảm đau này đơn giản hả? Ông ấn con ấn ở nhà cháu cần chưa đau. Úi giời ơi, làm gì làm đau có sợ mà. Ê, các bạn nhớ như thế này, ta chữa bệnh bằng kỹ thuật diện cảnh nhẹ nhàng êm ái chứ không phải lấy sức mà đè con người ta ra nhá. Ôi giời, chọc nó đau điếng rồi mai nó chạy mất dép à. Đấy, mà tôi con nãy là thằng con cảm giác như nào? Vâng. À thế nhỉ? Mình dí đau nhỉ? Nhẹ lắm. Mình thế thầy thầy cho con cả để con về con làm cho. Bạn nào cũng như ông Kỳ à? Thế nên vì biết cái cảm giác mình dí như nào. Đấy, ôi, ông già này cũng như ông Kỳ là thế nào? Sao ông ấy nhẹ mà sao lại lõng nghe nhỉ? Đấy. Cảm giác nha. Đấy, thế thôi. Đấy, chẳng hạn nhá. Bạn này chưa hả? Bạn này là Hải Phòng hả? Trong Thanh Hóa. À, Thanh Hóa à? Bạn vừa cho cái gì đấy? Dạ, vâng ạ, nem ạ. À. Lệ gì? Nem chua. Ôi trời ơi, thế chết rồi. Trưa hôm nay lại phải uống chén rượu rồi. Uống nem chua Thanh Hóa, đặc sản Thanh Hóa. Nem con tự làm đấy ạ. À, thế à? Ôi, thế thì tuyệt vời. Đấy, bây giờ thấy chưa? Cháu ơi, đây này, mi trên, mi dưới này, thấy không? À, nó sợ đây đọc kính đâu nhìn thấy. Được chưa? Đấy, lại để thế nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5. Và... Thôi cho con. À, chưa hả? Chưa hết rồi. Nhiều người xin mà. Ông ơi, cái mắt cá tay thì mình dí hay là mình hơ? Không, lắm thế này này. À. Xong rồi hơ. Làm bên kia. Ừ, anh tưởng là giò chặt thủ pháp của thầy thế nào. Chọc nhẹ lắm. Chảy máu ở cái tay à? Ờ, mình biết rồi. Trên mặt ấn ra giữa thầy nhập hết cả. À, vâng. Không biết. Vâng. Cái này hả? À, người khác hả? Một là hai thôi, không cần phải là hai cái tướng đó. Đây, như trên dưới đây đúng không? Đây. Ôi, để chúng ta yêu các bạn thế nhỉ? Bạn biết là cái yêu các bạn thấy yêu các bạn thế nào? Xem cảm giác, mình cảm giác thôi, vì là dí như này, dụ như dí trên mặt nhé. Anh thấy như là cái thầy này. Thầy ơi, cảm giác thầy ơi. Anh nhớ thầy. Thầy ơi, đàn ca này, thấy dí trên bên dưới đây chưa? Nói lắm. Có đau đâu, không đau. Còn cái đầu, còn cái này, cái này. Nó nhẹ thôi, như kiểu buồn buồn ý rồi. Em làm cái không hiệu quả, nó còn đau, nó không phải. Nó còn nhấn đau, nó không phải. Sao? Thì tôi không có gì giờ. Vâng ạ. Đấy, tôi làm đơn giản thế này thôi. Thầy ơi, xong cho con. Nhẹ nhẹ thôi. À, đây là chị này.
ông này cái đâu phải chị ý kiến rồi. Cầm tay cả biết ngay. Cầm tay thế nó cứng là biết ngay không phải rồi, phải ngó lên thì là ông. Đây, cầm cái tay này. Nó nhẹ nhàng nhưng mà đúng không? Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Đây. Còn ai không? Rồi, đây. Một bạn này. Một, hai, ba, bốn, năm. Được chưa? Rồi, còn ai nữa không? Cảm giác thôi nhá, chứ không phải là tôi làm cho hết tầm đâu. Đấy. Không tác động vào sự nghiệp và đội hình công chức, không phải đánh con đâu. Đấy. Không phải đánh con nữa đâu, đừng có nhặt. Không, đừng. Thằng này xong chưa? Thằng này xong rồi. Không, thằng này chưa xong. Thằng này mới bấm lượt xong. Sau đó là phải massage mắt. Đây, nhìn tôi là. À, bảo chú đi. Cô chú trong nhà. Bảo cô chú trong nhà bấm cho nó. Nó vào chưa? À, rồi. Đây, các bạn nhớ cái này nhá. Con bi sừng nhắn. Thầy ơi, khi nào dùng cái này, khi nào dùng cái đồng ạ? Đấy, tôi làm đây. Nhưng mà khi nào thì dùng cái đồng ấy. Bấm việc xong, làm đồ hình xong thì dùng đến cái này, làm cái này. Lăn dọc con mắt như thế này. Cái này nó có cả cái đồng lẫn cái không, không, không tôi dùng cái này để nó cấp nhiệt. Cái đồng nó lấy nhiệt. Này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 đến 30, 31 đến 40, 41 đến 50, 51 đến 60. 60 giây chia đều cho hai mắt, mỗi mắt 30 vòng. Nhưng không được phép đếm từ 1 đến 60 thế này. Nhá, lại không khỏi. Già néo đứt dây. Cái này gọi là ép giác mạc. Cứ thế này mà lăn nhẹ nhàng, êm ái. Nhá, không được dây thế này đâu. Dây thế này là nó rách giác mạc là nó mù. Nghe chưa? Không được dây thế này nhá. Dập đi các bạn, các bạn cứ thế này thôi. 30. Đấy, 60 là đủ. Không làm nữa. Già néo đứt dây, nghe chưa? Sau đó thì các bạn dùng cái này, cái giò đồng, lấy cái này bằng đồng này. Lăn, cái này thì lăn lạnh. Lăn ổ mắt bên trên, đúng chưa? Lăn ổ mắt bên trong, lăn ổ mắt bên dưới, lăn ổ mắt bên ngoài. Đây. Lăn bao nhiêu lần ạ? Thôi rồi ôi, cái này lăn càng nhiều càng tốt. Được chưa? Đấy, có thế thôi. Và nếu mà các bạn tích cực nữa, các bạn hướng dẫn cho con cháu người ta là như này. Xoa cái tay vào nhau cho nóng lên. Nhất là buổi sáng, xoa tay vào nhau cho nóng lên. Thấy chưa? Rồi. Xong rồi. Cái này gọi là củi trỏ. Dây vào cái ổ mắt này. Thấy tôi làm chưa? Rồi. Dây xung quanh ổ mắt. Và lấy ngón tay trỏ này này. Dây vào khóe mắt bên trong. Tức là ta đã tác động vào sinh huyệt số 4. Đó. Dây vào cái góc mắt hoang mắt bên ngoài là sinh huyệt số 2. Còn ta lấy cái ngón tay ta vuốt như thế này. Được không? Tức là ta tác động vào tất cả các huyệt xung quanh mắt. Mà đây có 267 này. Đó mà. Rồi thì có 34, có 65 này. Chưa chỉ cần thế này thôi. Đã 100, 130 nữa rồi. Này, các bạn ơi, thằng con nó sáng mắt ra. Và mấy ông già này chịu khó làm như tôi nhé. Vất mẹ nó kính gì? Tôi vất kính mấy năm nay rồi. Bây giờ có thèm đeo kính đâu. Đọc sách được, đọc báo được, chữa cận cho các cháu được. Cha cần những cái kính. Mang cái kính tổ bố làm cái gì? À, nhiều thằng cứ phải dương kính lên đầy ông kỳ vất mẹ kính rồi. Thế đấy. Mà bởi vì sao?
Bởi vì ông Kỳ làm cho mắt ông Kỳ sáng ra thì mới làm cho mắt của thằng Cún này sáng ra. Các bạn ạ, làm cho các cháu sáng ra được. Thế đây tôi xin thưa các bạn như thế. Này, mình tiên tiến lên một tí các bạn nhé. Đừng bảo thủ, đừng trì trệ, đừng nô lệ về thuốc. Cái cận thị này không thuốc nào chữa được, không bệnh viện nào chữa được, không bác sĩ nào chữa được, diện chẩn chữa được. Thì mong các bạn tin cậy nó mà đem lại hạnh phúc cho con cháu mình. Các bạn hãy đem lại hạnh phúc cho con cháu mình đi, rồi sau đó mới đem lại hạnh phúc cho con cháu hàng xóm, đem lại hạnh phúc cho con em nhân dân ở khắp mọi nơi. Như tôi ở đây tận từ Hà Giang, tận từ Kiên Giang, tận từ Cà Mau, tận từ ở thủ đô nước Đức, tận từ thủ đô Ba Lan, tiệp cả New Zealand và xa xôi nữa là Úc, người ta gọi là Australia. Tại làm sao lại thế? Bởi vì một ông Tây da trắng tóc vàng mũi đó, mặc quần đùi lông khè khè ở chân này, do Viện Khoa học Việt Nam đưa về đây, lại có một phiên dịch đi theo. Ông mới bảo tôi thế này, ở Úc tao đọc bạn, tao thấy mày chữa được cận thị, vậy mày làm cho tao xem nào. Nó gọi mày tao chứ không phải ông với bà đâu. Thì cái chị phiên dịch mới lại phiên dịch được không? Thế nhưng mà tôi bảo thôi, cứ nói đúng tiếng thằng Tây đi. Nó gọi tôi bằng mày tao thì cứ mày tao thì cho nó thân ái cái gì. Đấy, bởi vì nó cũng biết tiếng Việt mà. Thế thì nó bảo thế thì tôi làm cho thằng Cần xong một cái, nó hỏi tôi thế này. Thế tao hỏi mày, làm sao mày lại chọc vào đây? Vào đây tức là chọc ở trên trán. Làm sao mày lại phải chọc ở dưới cái bọc mắt này, tức là ở phía dưới đó. Rồi mày lại chọc vào cái lông mày là sao? Thế tôi mới bảo cái chị Kim chị thế nào thì chị. Nhưng mà tôi bảo ông cái thế này, tôi không phải là nhà khoa học, tôi không biết lý giải theo những ngôn từ khoa học. Vậy thì tôi là người thực nghiệm khoa học, tôi nhận biết thế nào tôi làm thế ấy. Khi tôi châm vào các huyệt cái trán này là đem máu từ trên xuống hơi mắt. Khi tôi châm vào cái huyệt như 355, 358 này, đi cơ thằng cút này đấy, hoặc là 1373 này, là đem máu từ dưới lên đôi mắt. Còn khi tôi chọc vào cái huyệt 267 này, tức là chọc vào lông mày đấy mà, là đem mắt vào nuôi cho đồng tử, hay dân gian gọi nó là quân nuôi. Thế thì phiên dịch xong cái thì cái ông mũi lõa đó, ông bảo mày không phải nhà khoa học nhưng mày có tư duy khoa học. Tao nghiên cứu đường đi của máu nuôi mắt nó thế. Thế thôi, thế là bắt tay, lông lá vàng khè đứng dậy bắt tay, nói một tràng tiếng Anh. Sau đó thì xin thưa các bạn, rúi tiền vào túi tôi. Nó rúi đô la. Nó rúi không phải đô la mà là euro cơ. Rúi euro, túi tôi. Ok, rồi thì bắt tay nó về. Ngày làm mấy lần thầy ơi? Dạ? Ngày làm như cháu mấy lần? Ngày tôi làm 4 lần. Giờ nào, những giờ nào? Không có giờ. Ở nhà tôi đây thằng nào đến trước làm trước, sau 2 tiếng tôi làm lại cho bạn nghe. Một ngày 4 lần thôi. Đừng làm quá đà các bạn nhé. Già néo đứt dây. Đừng cứ nghĩ rằng làm thế này thì làm cho luôn 6-7 lần đi, không ăn thua đâu. Càng già néo càng đứt dây. Thời gian có bao nhiêu? Nó nhầm. Hả? Thời gian bao nhiêu là đủ, là đủ liệu trình? Một buổi sáng là 2 lần, thì các cháu từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là nó vòng lại làm lần thứ 2. Nó khôn lắm, nó biết một buổi sáng 2 lần, cứ tiếng rưỡi 2 tiếng là nó chen để lại một vào. Về còn bú mẹ chứ. Mẹ ngồi bên kia. Thời gian bao nhiêu ngày thì được 1 ca? Các bạn nói ngày thì tôi không thể trả lời được, vì có cháu là 0,75, có cháu 1,75, 2, có cháu 5, tức là 5 đi ốp, 7 đi ốp, 9 đi ốp thì tàng đi ốp càng cao, chữa càng dài. Và nói trước để các bạn biết, tôi mới chỉ chữa được cái thằng 13 đi ốp là hết tầm. Vâng, 13 đi ốp thôi. Nó là thế này, nó từ Tây Nguyên ra, nó mà đánh rơi cái gì dưới đất này, nó quỳ gối nó xuống, nó chống hai tay bò như là con lợn hay con chó gì đó, nó mới cúi mặt nó xuống nó mới tìm được. Thế mà nó đến nhà tôi, cái kẹo của nó rơi sát với ngón chân cái, nó không nhìn thấy, nó cũng quỳ xuống nó bò nó tìm, nhưng nó cứ nhìn ở đằng xa này này. Tôi để xem thử nó có nhìn thấy, tôi mới gõ ngón chân cái nó, nhìn đây xem nào,
nhìn mà không cầm được là phải lấy tay rờ. Rờ vào đầu ngón chân cái mới thấy được cái kẹo. Thế các bạn ơi, 13 đi hút mà may sao nó khỏi. Thì chưa mấy tháng ạ. Dạ thưa, cái thằng đấy là tôi phải nói thật với các bạn là phải mất với nó 2 tháng trở lên. Rồi, 2 tháng trở có lên. Có phải kiêng khem chế độ ăn uống ngủ gì? Có, giờ tôi nói lại các bạn, tôi tiếp các bạn nghe. Để chữa cận thị, tôi yêu cầu các bạn phải giáo dục các cháu kiêng. Nghỉ xem tivi, nghỉ chơi điện thoại. Bởi vì cái điện thoại thông minh bây giờ nhá, nó gạt xong rồi nó xem con voi, con trâu, rồi nó xem nhảy múa, nó xem ca nhạc, nó xem cả đàn bà quỷ chuồng. Tôi nói thế rồi đúng hay sai? Đúng ạ. Phải không ạ? Mà những cái xem nó độc hại. Cho nên tôi xin thưa các bạn, thương con cháu, kêu gọi chúng nó, giáo dục chúng nó xa bớt cái điện thoại đi. Chỉ cho phép nó này, bố gọi, mẹ gọi, alo con nghe đây, thế là đủ. Thế còn bạn bè người yêu của nó nhắn tin đừng thèm nghe, đừng thèm đọc thì mới khỏi được. Chứ lại cứ suốt ngày nhắn tin em ăn cơm chưa, em đang làm gì, em đã đi ngủ chưa. Xin thưa các bạn, nó vô bổ, phải không ạ? Chẳng tích sự gì cả mà khổ thân con bé. Nha, thì tôi yêu cầu kiêng, nghỉ xem tivi chứ không phải là không xem tivi. Nghỉ xem tivi, kiêng điện thoại suốt trong thời gian chữa bệnh. Hai, nghỉ học hành, không đọc sách báo trong thời gian chữa bệnh. Ba, kiêng ăn cay nóng, riềng, ớt, sả, tỏi, thịt chó. Tại sao tôi bắt kiêng cái đó? Bởi vì đông y nó bảo là hỏa vượng thì mất mờ. Có phải không ạ? Thế thì ăn những thứ nóng vào thì nó phải vượng hỏa chứ sao? Rồi tiếp nữa phải kiêng cái gì? À, vâng ạ, tôi xin. Phải kiêng cái gì nữa? Phải kiêng lạnh. Kem, đá, nước dừa, nước cam, nước có ga công nghiệp. Những cái thứ đóng chai bán ở thị trường, các bạn nên khuyên con cháu đừng thèm uống. Bởi vì cái đó, nước đóng chai đó là gì? Đường hóa học, phẩm màu. Gọi là nước cam, có cam đâu. Có phải không ạ? Bao nhiêu quả cam thì mới được một chai nước cam mà bán ở thị trường? Không có đâu. Chỉ có phẩm màu, đường hóa học và có thế thôi. Chất bảo quản nữa, xin thưa các bạn, chẳng tích sự gì. Nó ngọt giọng đấy, nó hấp dẫn đấy, nhưng không có tác dụng. Và những cái thứ đó lại lạnh nữa. Mà lạnh thì đánh đòn quả thật. Có phải không các bạn? Tôi khuyên các cháu này, lạnh đồng nghĩa với chết, nóng đồng nghĩa với sống. Ăn những thứ nóng ấm như là củ cà rốt, như là quả bí ngô, thế là bổ máu, nuôi mắt. Nhưng nếu ăn những thứ lạnh như cam, càng mù mắt. Đặc biệt là người Việt Nam có một cái ngu xuẩn là như thế này. Thấy người ta ốm đau hô sù sụ mang cam đến biếu, nghĩa là giết dần người ta. Có phải không ạ? Cam hàn, quýt nhiệt, bưởi ôn. Mà cái thằng đã hô sù sụ, đã kèm cử lên, cho nó ăn cam coi như giết nó dần. Tôi nói là người Việt Nam mình có cái đó. Nhưng mà vì sao? Ngu quá không biết thôi. Chứ không phải người ta ác đâu. Thì tôi lên tiếng bằng ngu quá mà giết hại người ta. Để các bạn nhớ cho rằng là cam hàn, quýt nhiệt, bưởi ôn, nó ho sụ sụ, nó đang rên triễn, nó phải tựa lưng vào mới thở được. Đừng đem cam đến nhà nó. Có được không các bạn? Vâng, tôi xin thưa các bạn như thế đấy. Phải kiêng thế thôi. Không thì làm sao được. Kiêng xem tivi những ngày đầu về, khỏi em đã 12, đã 10 phần 10 ở đây rồi. Về nhà ngồi vào bàn xem tivi một đêm phim Hàn Quốc, mai thì chữa lại. Đúng không? Hại mà. Cho nên là bắt nó sau khi đã ra khỏi nhà ông kỳ, mày phải kiêng tiếp cho tao 10 ngày. Rồi đến cái ngày tao cho mày xem, mày chỉ được xem 5 phút. Nay 5 phút, mai 10 phút tăng dần lên. Chứ làm một đêm phim Hàn Quốc, mai cũng coi. Được rồi. Xin thưa các bạn, thế được chưa? Rồi, thế này nữa, ngoài cái kiêng như thế ra thì các bạn là phải bồi dưỡng cho nó
nhé. Bồi dưỡng cho nó, nếu như các bạn có nhiều tiền, các bạn bồi dưỡng bằng những thứ quý hiếm tôi không dám nói. Nhưng mà có những thứ không mất tiền mà khỏi bệnh thì các bạn có cần không? Tôi nói rằng cái thằng tật thì mắt nó là kém. Mà mắt nó kém thì can khai thiếu ra mắt. Đông y nó bảo thế. Hoàng, thế còn đông y thì nó phải bán thuốc gan cho người ta. Tôi không có thuốc gan, tôi chỉ làm tam giác gan. Thế là bổ gan chưa? Tôi làm tam giác tim là bổ tim, phải không ạ? Mà tam giác tim thì cứ gọi là gì đây? 60, 59, 60, phải không ạ? Rồi gì đó, 58, 59, 60 kể cái gõ má này chứ gì đâu, phải không? Thế thôi, rồi gì nữa? Thận. Mà thận các bạn có hai cách làm. Một là làm phác đồ, đồ hình thận nhá, đều được cả. Phác đồ thận có gì đâu? 1, 43, 45, 317 số 0. Thế là bộ thận rồi. Còn nó không làm như thế, các bạn làm các đồ hình thận ở đây này có được không? Ô, cái này quá dễ. Tôi xin thưa các bạn nhé, cái diện chẩn nó hay tuyệt vời. Đây, cái cháu nó gọi tôi bằng cậu. Nhà nó bán điện tử ngay cái chỗ các bạn thấy thì người ta đang làm đường. Đối ở cái khu vực có cái quán nhà bà Dục, các bạn muốn đánh chén cái gì đó vào mùa thì tôi xin thưa này, nó bị tim, thiếu máu cơ tim, hẹp van tim, đi bệnh viện mãi chờ được, cuối cùng rời xuôi đất kiến làm sao vào đây. Tôi lại chửi cho, tôi bảo mẹ cha mày, mày sao mày ngu đâu thế, mày vào cha mày đây tao chữa cho không hơn à. Thế thì vào chữa từ nay này giờ hết rắc rối ở tinh lực rồi, tim bớt bệnh rồi nhá. Thế thì các bạn thấy có hay không đấy? Nhưng mà nó này, con cháu ở làng tôi, con cháu tôi ở làng tôi thì tôi chửi nó được, như thiên hạ không chửi được. Nó ngu thì nó không đến đấy, chửi làm sao được nó, có phải không ạ? Đấy, tôi xin thưa các vị như thế. Thế bây giờ con mẹ này đứa chưa tin thì thằng rể tai biến não ngồi vào đây, em rốt đoạn tiền đình đem vào đây, hay quá, thôi cứ đem vào đây mà chữa. Thế tôi mắng mẹ cha chúng mày, nó mở mắt ra chưa? Vào đây với tao, mày không mất một đồng tiền, mày khỏi bệnh, mày không phải đi nằm bệnh viện, mày nghĩ thế nào? Nó cứ nhăn răng nó cười. Thế tao chửi mày thế có được không? Vâng, ông chửi cháu sướng. Có hay, chửi cho như thế nhưng mà khỏi bệnh. Vâng, vì nó là con cháu tôi thì tôi chửi. Để nó mở mắt ra thôi, con này xong rồi nhá. Vâng. Bây giờ thằng này có phải đọc nữa không? Chả cần, một lần nữa bảo mà. Tôi im lặng, tôi làm thế nhá. Đây, loạn thị có thế này thôi đây này. Không kì. Đây.
đây. Hạt bắp đây. Đấy, chị không phải nói nha. Xong rồi. Các bạn phải mắc thao như này nhé. Vâng, là 10 cái đếm ạ, chứ không phải là 10 giây. 1, 2, gọi là lăn nhanh đếm chậm, chứ không phải là 10 giây đâu. Mấy giây kệ nào đó, cứ lăn nhanh đếm chậm nhá. Vâng. Mai kia cứ vợ cho ông uống rượu với nhá. Có cho không? À, tốt quá. Hà Nội hả? À? À. Con nhắc lắm rồi. Hà Nội thì tao chưa được uống rượu Hà Nội đâu. Bởi vì có đám cưới nào Hà Nội mời tới đâu. Hy vọng là thằng này nó kia nó mời. Bây giờ nó hỏi mẹ ơi, ai là người chưa tập cho con nhỉ? Bây giờ phải mời ông chén rượu chứ. Thấy chưa? Thấy chưa? À, đồ hình. Nó phải làm cái gì đâu? Hả? À? Nắm tay vào. Các bạn nhớ nhá, khi ta dùng cái đồ hình, cái đồng ứng ở mắt cá, tay là phải bắt nó nắm cái tay lại, thì cái nắm tay mới là cái đầu, và cái này nó mới là con mắt, mới thành công nào. Tôi mong các bạn làm được để người bệnh đỡ đến nhà tôi. Đông quá tôi cũng chết khiếp. Mệt lắm chứ các vị tưởng này, có ngày nắp. Rồi nhá, chưa? Bỏ ra gì đây? Đây là phong thủy nhá. Nãy là nói rồi, phải không? Đây là 180 phong thủy hợp cốc ở châu Khân Loạn. Nghe chưa? Thế còn bây giờ đồ hình mắt đây. Đồ hình mắt ở cổ. Đằng sau cổ. Cổ đằng sau. Đồ hình mắt ở lưng. Được chưa? Thằng này là cuốn dài. Châm vào đằng trước cũng được để các bạn thuộc bài thôi. Đây, đồ hình mắt ở cổ. Đằng trước. Đồ hình mắt ở ngực đây này, thằng này chạm thoải mái nó chả cần. Đây, thấy chưa? Đấy, có thế thôi. Thầy còn đang đau đầu từ trên này xuống, đau bây giờ nó đang đau này, cứ đau từ trên này xuống một xuống đến đâu xuống đến đây ạ. Rồi mà cứ ngày nào cũng đau, cứ ngày nào chuyện đó chứ thế gì mà mùa làm nó coi như con khỏi uống thuốc đấy. Rồi mang cả thuốc đi em bị gì cho chơi đây con. Thế bây giờ ai muốn đau em bị cận à? Cháu bị cận à? Cháu bị cận. Cận thì tí vào đi, bây giờ thì chữa ca đau đầu đi, xong rồi đến ca khác. Cận chỉ chữa một ca điển hình thôi, mọi người học thôi, bây giờ lặp lại thì nó lại chiều. Bây giờ em cô đưa cháu vào trong nhà có hai chiều nhá. Hai cháu đang chữa. Không được, không được. Chiều được nhiều bệnh đi chứ. Con đang khỏi uống thuốc đây, mang cả thuốc đi nhưng ngày nào cũng phải uống á. Đây là nó đánh chưa? Nó tư đây này. Nhá. Ngày nào cũng bị thế. Sáu đầu cầm theo, cầm theo. Cô đi khám bác sĩ bảo sao? Bảo bị thiếu máu lên não mới lại cả, nhưng mà vì rồi chị yên chứ cứ đau từ trên này đây đầu đến đây bắt đầu bây giờ chưa mỗi bệnh một ca điển hình thôi, không phải hết thời gian đúng không? Mỗi một một bệnh một chưa thì để chiều ra kia thấy bình cũng cùng ở đây à. Thôi tuyệt vời, cấp vào bảo cô chú chữa cho nhé. Thế bây giờ chị này nhá, thực ra đây cũng là một cái việc mà nó giảm đơn, mà tại sao các vị học rồi để không tự làm? Rồi tôi làm mẫu cho về nhà rồi mà làm nhé. Chị này đau ở chỗ nào à? Micro đâu? À, tôi bảo nhá, vậy là chị này thoái hóa đốt sống cổ, đau đỉnh đầu và đau sau gáy,
hay nói cách khác là đau đỉnh đầu và đau ở tiểu cầu. Nghe chưa? Con người ta, đây là cái trán, đúng không? Trán nhá. Đây là bán cầu đại não phải nhá. Bán cầu đại não trái nhá. Thế tiểu cầu ở đâu? Còn một cái gái thì thấy gì nữa. Đấy, ngày xưa tôi phát hiện ra cái này, tôi mới chữa cái bệnh nhà chị Thea tiến lùi đấy. Tôi bảo tôi chữa là cái tiểu cầu. Cả cái câu lạc bộ Hải Phòng đổ bộ về nhà tôi, đi một xe ô tô tô đông, chất vấn tôi, tại sao ông biết tiểu cầu ở đấy? Thì tôi bảo thế, tôi cao, không hiểu thế nào. Ông thầy cho ông bảo đây là cái trắng, thì đây là bán cầu đại não. À, đây cũng bán cầu đại não, thì cái tiểu cầu nó không nằm đây, nó nằm đâu? Ông còn hỏi ông còn có chỗ nào cho nó chui nữa. Ờ, vậy có thế thôi mà sao cũng tôi ngu. May là ông tự nhận là ông ngu. Chứ tôi mà mắng ông ngu thì không ra gì. Bởi vì ông ấy là hội trưởng là Trung tá Hải quân Nguyễn Văn Tam. Đấy, nhưng mà sau này ông làm giỏi lắm. Trung tá Nguyễn Văn Tam làm giỏi. Ông đang tự chức nhá. Nhưng mà đã được hưu đâu. Vậy mà hắn thì chẳng thế. Nó đổ bộ, cả câu lạc bộ về đây xem tôi chữa. Thế bây giờ tôi làm cho các vị xem để chữa cái khi tôi ngồi gần các chú. Đấy, tôi cứ đang vui với mọi người này. Đến đây thì cứ yêu tôi làm phút. Rồi phải yêu chồng. Đấy, đùa thế cũng vui không? Cái đích gì hả? Đây, chữa cho chị này là khóa đốt sông cổ là 26 8 189 1 ba cái việc sau gáy này cũng chung chí à đúng mười hai thật đấy này để tôi làm cái nhanh khỏi có gì cái cổ này có cái gì đâu mà kia có thấy cái gì ở cái cổ này à, con này con gái à ừ. Mấy tuổi cháu 27 ôi trời ơi mẹ 27 á khủng khiếp gì các vị thấy chưa đốt sông cổ có thế thôi nhé yeah. Xong rồi, nếu mà các vị thấy cái cầu tôi, các vị làm thế này cả ngày khỏi. Đó, được không? Yeah. Quá dễ, được chưa? Rồi, bây giờ tôi làm cho chị này. Dạ, thế thầy, nếu mà chị như này không có phải bấm bộ, ví dụ có gai thì làm nào? Cứ làm thế, xong rồi lấy cái búa nhỏ kìa. Cái búa có chục đấy. Có phải bộ tiêu miếng thì không ạ? À? Không. Cái tôi chữa hàng trăm người, vài trăm người thế này. Con chỉ ấn huyệt thẳng như này thôi. Ê thôi. Không lấy búa gõ. Vâng. Tuy nhiên là có phải hơn này mà. Búa đầu to đấy, có cái chụp này này. Búa to có chụp. Búa to có chụp. Thế là cái chụp con rùa nó gõ thế này. Đây đi thầy. Nó không có đây còn gì nữa. Thế là nếu có gai thì cũng không phải cần tiêu hùng miếng. Như thế là... Chá cần. Tôi chỉ làm thế thôi. Nhưng còn nếu các bạn tích cực thì làm tiêu hùng miếng. Nhưng mà tôi đông người bỏ bố thì hơi đâu mà đi được thêm. Có phải hư ngày cứu không ạ? Hai ngày cứu thì ở đây. Đây này, đây là cái cổ này. À. Các bạn, đồ hình của nó đây, tiêu hơi ở đây. Ví dụ hơi trực tiếp có được không ạ? Chả. Đúng. Nhưng mà chị tài hơn, hơi cho hơi trực tiếp một cháy tóc thì chị bắt đèn. Nếu mình hơi nấy là cháy không vấn đề nữa. Đây, cháu có máy hơi ngại rồi. Đây, chị thấy đau ở chỗ này còn là đau cái đỉnh đầu. Thì làm thế này đấy. 103 50 78 51 61 quay trở lại 78 127 19 37 bài thuốc có thế thôi, ăn nhau là cái đội hình nhá. Đau chưa? Đau chưa? À đây đội hình đỉnh đầu. Bây giờ người đẹp sẽ cái đỉnh đầu giờ đỡ rồi á? À? Nhanh thế à? À. Thế này chắc phải thưởng đấy. Tôi đố các bạn biết thưởng là thế nào? Thông yêu. Con này thông minh. Thông yêu ông gái. Đùa thế thông vui vậy á? Nó đầy bà lắm đây thơm tôi chứ. Nhận thơm bây giờ nó còn bình thường. Đầy bà, đầy chị em. À, nhất là các cháu. Đúng không? Ai nào cũng thế. Rồi,
Thế còn nhá, bây giờ đến cái tiểu cầu của chị này. Thế chứ? Tiểu cầu của chị này thì đây, phát độ của các bạn đây 87 156 156. Anh cắt công chức 100. Chị này ở đâu? Từ Liêm Hà Nội. Bắc Từ Liêm Hà Nội. 54 55 201. Đồ hình của cái gáy đây, nắm tay vào. Xong chưa? Đồ hình gáy đây. Các bạn thấy tôi làm dễ như đùa, phải không? Chá có gì phải nghĩ ngợi cả. Giờ sao? Đầu lắc không đau nữa rồi. Không đau nữa rồi. Tay, tay thầy làm có một tay nè. Và hai tay, một tay. Cái này được rồi thì cần gì? À, đấy. Tôi phải tiết kiệm thời gian. Nó bất được một công việc đi cũng là có cái đó. Nó vẫn hãi còn vàng nhưng mà nó nhẹ cái chỗ này. Dĩ nhiên là vài lần nó mới hết chứ. Vài lần hết em sao được. Thì chỉ thế thôi. Mà con chỉ anh cho phép em. Phải nói là anh ấy là người tiến bộ. Mấy cái cũng được. Xong rồi cho cậu bắt tay. Cảm ơn ông. Không biêu đứng để con nhận này. Chứ nó lại không vợ. Cháu Biêu đứng ở con đường này. Sao Biêu đứng tốn tiền lắm. Nó không khỏi cho. Nó sinh thế này mà không thương nó cho nó thì phải đi tìm một con sâu xấu về chán đời. Nói một trường hợp nữa rồi mình nghỉ chưa đấy ạ? Dạ được. À, viện viện, tôi nghĩ một trường hợp để cũng được. Con xong chưa ạ? Dạ xong rồi. Vâng ạ. Thôi thầy đi. Em tất cả mọi người là thôi thầy. Cảm ơn. Vâng. Vâng. Cảm ơn thầy ạ. Vâng, vâng. Rồi, bạn Huyền đâu? Đây ạ, Huyền xinh đẹp này. Ôi, gái này là ở đâu? Dạ, con ở Hà Nội ạ. Ô, sao Hà Nội được đổ bộ về nhiều thế? Nào thế, Hà Nội là con bị gì? Dạ, con bị hai cái nhân tuyến giáp ạ. À, thưa các bạn, bị tuyến giáp đây nhá. Thì tôi nói là các bạn tự chữa lấy thôi, nhưng cái này chữa hơi dài, chứ không ngắn được đâu. Nhá. Thoái hóa, con bị thoái hóa đốt sống cổ. Bây giờ, một cái thôi. Úi xuống. À, quên mất cả mình trước này nhá. Đây, 26 này. Ơ, sao lại một sai này, tôi làm sao? 26 8 189. Đây, thầy che rồi, thầy ơi, để cho tay cho. 1, được chưa? Này, đọc lại này, 26 8 189 1, đúng chưa? A, B, C sau gái, cúi xuống. Này, vạch cái tóc của ta ra. Thế là cái gái này này. Đây, thấy tôi ấn ngón tay chưa? Thì đây là một huyệt. A, cong ngón tay lại thế này thì đây là huyệt B. Cong ngón tay thứ ba nữa là C. Cong ngón tay để lấy điểm tựa thôi, chứ còn châm cái này nó là chính. Đó, sau đó thế này. Bây giờ thấy cái phong cổ ra sao? Ôi, nhẹ nhiều lắm. Sao nó cũng mát mát đấy ạ. Thưa các bạn, từ ngày chữa bệnh bằng diện chẩn có hàng nghìn người như thế này đến. Xa xôi nhất ở miền Bắc là Hà Giang. Xa xôi nhất miền Nam là Kiên Giang. Cứ ngơ ngác thôi. Cháu uống không biết bao nhiêu thuốc không khỏi. Sao ông làm thế này khỏi? Rồi thì đấy, diện chẩn là thế. Đây là ông Bùi Quốc Châu ở Sài Gòn dạy tôi đấy. Thế là xin địa chỉ của Quốc Châu về
Nhưng mà có tôi nói thật này, vào Sài Gòn đi tìm được ông Bùi Phúc Châu vàng mắt. Phải không ạ? Ông có ở nhà đâu. Ông ấy đi Tây, đi Pháp, đi Mỹ, đi Nhật. Thì bây giờ làm sao mà tìm được ông Châu? Thì chỉ có học trò của ông Châu thôi. Phải không? Mà học trò của ông Châu thì xin thưa các bạn, không phải ai cũng lành nghề. Hôm nay ông đào tạo cho xong rồi mang ở nhà mà làm nhé. Thế là ông đi được con đó. Thế cũng có người đến đó không thành. Nghe trên mạng lại nghề ở đây. Ông làm thế này mà sao lại khỏi? Xong này là phán cho tôi một câu vô lý nhỉ. À vô lý nhưng mà phải tin thì ở, mà phải không tin thì về. Đời nào về. Đó. Rồi. Quay. Nhớ cái gì nữa chứ? Cái gì nữa? À, u tuyến giáp. Này, đây, các bạn ơi, u tuyến giáp không dễ chữa đâu nhá. U tuyến giáp gì ạ? Làm hơi mất nhiều thời gian. Muốn làm u tuyến giáp là các bạn phải bắt tiếp tôi. Thứ nhất, làm tăng sức đề kháng. Có cần tôi phải đọc phác đồ không? Có ạ. Số 0. Đây là tăng sức đề kháng đấy, số 0. 300. Một. Năm mươi. Ba bảy. Bảy. Một mười ba. Một hai bảy. 22, 45, 61, 17, 156. Đấy là tăng sức đề kháng. Và phải cộng thêm cái tăng cường tính miễn nhiễm là 7 này. 135, 156, 50, 37, 300, 187, 6, 26, 338, 17. Đấy là tăng cường tính miễn nhiễm nhé. Sau đó thì nó là khối u. Hả? U tuyến giáp mà. U tuyến giáp thì ta phải làm cái tiêu u tiêu biếu được không? Ừ, quá dễ. Đây, tiêu u tiêu biếu ta làm thế này. 41, 143, 127, 19, 37, 38. Đó là tiêu biếu. Tiêu u tiêu biếu là ở cái tuyến giáp cơ. Vậy thì tuyến giáp là gì? Đọc cho mà nghe này. 26, 8, 12, 61, 3, 50, 233, tức là tam giác gan đấy, các bạn nghe chưa? Vâng, đấy, tam giác gan, xong rồi đến 39, 51, 286, 235, 113, 14, 308 ở đằng sau tay này, nó trùng với cái huyệt ế minh của đông y. Các bạn đã thấy chưa? Thế thì cái này là người bệnh phải tự lấy cái này cũng được, cái giò này cũng được, lấy cái cầu gai đôi nhỏ càng tốt nhé. Làm này,
cái này thì làm lấy thôi, đừng phải nhờ ai làm hộ nhá. Làm nhờ ai làm hộ là nó lợi dụng nó mạch dài hơn, đúng không? Đúng không? Mà nhờ hàng xóm mà làm thế này nó lợi dụng nó làm dài hơn, thằng chồng không thấy là chết rồi, nhớ chưa? Đấy tầm dạng như thế đấy thì... để yên, đưa ngón tay, đưa bàn tay lắp vào đây, có là cái cổ không? Hả? Xong rồi thì hơ đây, nhớ chưa? Hơ đây nhá. Nhưng mà về vẫn còn đánh nhau là không phải cả thao đâu nhá. Tại mày đi nhờ. Có thế thôi các bạn ơi. Thầy cho em hỏi là lúc nãy thầy chữa mắt cho các cháu đấy ạ. Thì bây giờ những người lớn như con chẳng hạn, bây giờ mắt đang rất mờ thì chữa cũng như thế ạ. Trả lời các bạn, nếu mà bạn tật thì cũng chữa như thế. Nhưng các bạn không cần giảm, tức là mắt mờ giảm thị lực, nghe chưa? Thì các bạn tự làm lấy, mắt mờ giảm thị lực thì vẫn làm những cái bộ như của đấy là cần. Mắt mờ giảm thị lực trong sách có rồi, về mở sách ra mà đọc nhá. Đọc không được thì anh alo về đây, không có gì giờ nói. Cháu muốn hỏi là cái vòng con mắt này mà cháu thử thẩm lấy trước ạ. Đấy là bệnh viêm thần kinh mắt. Vâng, thì là bấm như thế nào? Bấm như thế nào có sách hết, không thiếu gì cả nha. Bây giờ không nói dài, hết giờ rồi. Và viêm thần kinh cho nước mắt thì nó đau nước mắt rồi. Hôm trước không thấy là con xin điện thoại bị, em đi rồi. Hôm trước là cháu bị tôi mắt mà nó bị chảy máu, nó xuất huyết mắt ấy, thì là như thế nào ạ ông? À, tôi đề nghị thế này, cho tôi vào tôi lấy cho cái cáp tôi mới đọc cái tuôn đầu óc được. Cái cáp trong kia nói cháu, chứ tôi không nhớ được đâu. Tôi có một cái giở là số điện thoại của tôi không nhớ. Hết mà nhá. Các bạn gọi điện cho tôi là không biết. Sạc cái này không? Cháu muốn hỏi nó tính cứ dùng hết rồi. Do nó nóng tự nhiên là mắt này nó chảy máu, nó hết ở bên trong mắt. Ồ, này. Thế thì chưa dễ đi đùa có gì. Rồi, tất cả những trường hợp khác để chiều thôi, trời ơi hết giờ rồi. Các trường hợp khác để chiều thôi ạ. Rồi, hẹn cả nhà vào buổi chiều nay nhá, lúc 1 rưỡi ạ. Mọi người lên xem trực tiếp nhá. Bây giờ phải đi ăn trưa cùng với thầy. Đau trong hốc mắt, ở mắt. Tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại vào buổi chiều. Thầy ơi, hết giờ rồi ạ, nghỉ thôi ạ.